Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 5 của bộ truyện Thân Gái Mồ Côi được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nhìn vào mắt anh, tôi thực sự trở nên căng thẳng. Tôi mấp máy. Anh sao thế? Cưới tôi đi. Tôi không biết phải làm như thế nào. Cổ họng gần như nghẹn ứ, mà Duy thì vẫn tiếp tục nói. Tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau. Với cả ở bên tôi có thể cho em những thứ em muốn, chăm sóc cho mẹ con em và không để ai bắt nạt em. Tôi sẽ cho em một ngôi nhà an toàn nhất, chỉ cần em đồng ý. Nói xong, anh nhìn vào mắt tôi như muốn xuyên qua cửa sổ tâm hồn và nhìn thấu trái tim tôi. Chúng ta kết hôn đi. Đây chính là cầu hôn. Đương nhiên. Anh thấy chúng ta thực sự có thể bên nhau sao? Tôi chỉ là một người tầm thường, còn anh lại là một người thừa kế của một gia tộc nức tiếng, người làm chủ một tập đoàn lớn. Duy, anh nghĩ người nhà anh sẽ để cho chúng ta ở bên nhau sao? Hay là họ ép anh phải kết hôn nên anh mới lấy tôi ra làm bình phong? Đương nhiên không phải. Vậy anh có hứng thú với tôi sao? Em nghĩ sao? Tôi không biết. Tôi lắc đầu đang định nói thêm với Duy thì vào đúng lúc này anh lại nhận được điện thoại của thư ký Vĩnh. Đầu bên kia anh ấy nói: Sếp, anh không nên đi dự sinh nhật lần thứ 80 của ông Chu thì tốt hơn. Tất cả mọi người đều đi. Nếu nhà anh vắng mặt, e là... Không sao, cứ làm theo lời tôi nói. Giúp tôi chuyển quà cho ông ấy. Chỉ cần nói công ty có việc quan trọng, tôi phải ra nước ngoài xử lý. Nhưng... Không nhân nhị gì cả, cứ kệ họ đi. Nói xong, Duy mặc kệ thư ký, lập tức cúp máy, cùng tôi đi vào dưới ánh đèn rực rỡ, tiếp tục đi về phía trước. Bầu không khí đã dịu xuống, sự căng thẳng trong lòng tôi cũng đã được giải tỏa. Tôi có thể cho mình thêm vài ngày để nghiêm túc xem xét vấn đề của anh. Vầng trăng tròn lặng lẽ treo trên bầu trời đêm. Các nhạc sĩ bắt đầu chơi đàn ngoài trời tại nhà hàng bên bờ biển. Những giai điệu mới lạ nhanh chóng giúp tôi và anh hòa vào không khí vui vẻ. Mấy ngày vừa rồi đọc tin tức tài chính và biết rằng giá cổ phiếu của tập đoàn NG gần đây tăng rất nhiều, đồng thời một số dự án đầu tư lớn lần lượt được phê duyệt. Có lẽ sắp tới Duy sẽ càng bận rộn hơn. Lúc ấy tôi thực sự chỉ ước mình có thể giỏi giang để chia sẻ gánh nặng với anh. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ tôi lại chẳng đủ thông minh để làm được điều ấy. Tôi chỉ biết điều duy nhất mình có thể làm cho anh, đó chính là khiến cho anh cảm thấy thư thái, thoải mái sau một ngày bận rộn mà thôi. Thế nhưng mọi thứ tưởng chừng êm đẹp lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi mà sau một ngày chúng tôi bay từ Mỹ về, đột nhiên bà nội của anh cùng với bố anh xuất hiện ở căn biệt thự. Khoảnh khắc nhìn thấy họ, khuôn mặt tôi gần như không còn chút huyết sắc nào cả. Tôi thực sự không biết vì sao họ lại ở đây. Nhưng mà tôi biết sắp tới, mọi chuyện sẽ không đơn giản, chỉ dừng lại ở đây. Và rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, khi tôi định cất giọng hỏi bà ấy xong, thì má phải đã hứng ngay một cái tát đầy lửa, đầu đớn tới ê ẩm. Kèm theo đó là ngữ điệu rít lên đầy tức tối. Thằng Duy đâu? Khoảnh khắc, nhìn thấy bà nội của anh đầy tức tối, tôi giống như một con cá bị mắc kẹt trong nước, đột nhiên rơi vào trạng thái đóng băng. Cảm thấy bị áp bức mãnh liệt. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lúc này Duy từ phía sau bước tới, không hài lòng bảo. Bà đến đây làm gì thế? Sao tôi lại ở đây? Anh không biết bữa tiệc sinh nhật của ông Chu quan trọng thế nào. Sao anh thậm chí còn yêu cầu thư ký nhắn tin riêng rằng anh có việc quan trọng phải đi nơi khác? Anh muốn giải thích với tôi thế nào đây hả? Với bà thì quan trọng, nhưng với tôi thì không. Gửi lời chúc tới ông ta, tôi cũng đã thể hiện thành ý của tôi. Anh muốn tôi tức chết anh mới hài lòng đúng không? Vài ngày nữa tôi sẽ gặp ông ta.
Bà không cần lãng phí công sức tới đây. Thái độ của Duy rất lạnh nhạt, giọng điệu lạnh lùng bày tỏ quyết tâm. Bà nội của anh hừ lạnh, liếc mắt nhìn sang tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt rất khinh bỉ, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười khinh thường. Bà ấy cố gắng hết sức đè nén cơn giận do thái độ của anh gây ra, hít một hơi thật sâu, dịu giọng đi rất nhiều. Cái Hoài Lan không ngừng hỏi cháu tại sao không tới. Cháu cũng biết hai gia đình gặp mặt ngoài việc chúc mừng ông lão còn là muốn nói chuyện của hai đứa. Cháu có biết cháu không đến, cái Hoài Lan nó cảm thấy chán nản không muốn ăn uống hay không? Vì cô ta không ăn uống liên quan gì tới tôi. Bà nội anh không bị ảnh hưởng bởi lời nói tức giận ấy, ngược lại còn cười và bảo, cháu có thấy đôi giày cao gót của bà đẹp không? Mọi người đưa mắt nhìn xuống dưới, phần dưới nhung đen được đính kim cương trông rất đẹp. Đây chính là quà mà Hoài Lan nhờ một người bạn từ nước ngoài mang về cho bà, vừa vặn là phiên bản giới hạn. Cậu bé chu đáo biết bao, lại còn hiểu ý người lớn. Thì sao? Cô ta tặng bà giày là việc của cô ta, liên quan gì đến tôi? Hôm nay tôi không đi, sau này cũng không gặp lại cô ta. Tôi nhắc lại, tôi và cô ta không thể. Hai nhà chúng ta rất mong hai đứa có thể bên nhau. Ta có thể thấy Hoài Lan rất thích cháu, và nó cũng rất thích hợp với gia đình chúng ta. Cháu không muốn qua lại là vì cái gì? Là vì người phụ nữ này sao? Bà nội anh giơ tay đeo đồng hồ và nhận đá, chỉ vào mặt tôi. Duy bước tới kéo tôi lùi về phía sau. Anh lạnh nhạt đáp, cho dù không có dịp tôi cũng sẽ không đi. Tôi đã nói rất rõ, tôi không thích cô ta, và tôi càng không thích các người sắp đặt cuộc đời của tôi. Nghe thấy Duy gọi tên tôi, bà nội của anh nhìn tôi vẻ mặt trầm tư, nhưng lại lưỡng lự không muốn nói. Sự tức giận trong mắt dần dần chuyển thành sự thăm dò, muốn thâm nhập, đào bới. Sau đó không nói không rằng, đóng sầm cửa bước ra ngoài, giống như một cơn bão lướt qua, phá hủy mọi thứ và gầm rú bỏ chạy. Duy không nói gì, còn trong lòng tôi lúc này cũng không khỏi rung động. Liên hôn có thể cứu vãn số phận một công ty khi nó đang ở giai đoạn đi xuống, và có thể mở rộng quy mô khi nó đang ở giai đoạn đi lên. Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả đều có lợi khi đối mặt với lợi ích, kiến thức, tính cách, những yếu tố then chốt đằng sau vận hào quang có liên quan đến hạnh phúc lâu dài, trở nên không còn quan trọng nữa. Dần dần lấy lại bình tĩnh, tôi đi tới ôm lấy anh, cố gắng để mình không khóc, mà Duy cũng xoay người ôm lấy tôi. Tựa cầm lên trán tôi, anh nhẹ giọng bảo, không phải sợ bà ấy đâu, suy cho cùng bà ấy cũng không đủ sức để làm hại em. Tôi không sợ. Đừng lo lắng, mọi việc đều có tôi lo. Nhưng mà nếu lần sau bà ấy tìm đến em, ném cho em một tấm chi phiếu, em cũng không được phép nhận lấy, em hiểu chưa? Anh thực sự không suy nghĩ về chuyện kia sao? Không, cái tôi cần là em phải tin tôi, và không được đẩy tôi ra xa. Em đừng quan tâm những người khác nói gì, em chỉ cần tin tưởng tôi. Được. Tôi ngẩng đầu nhìn Duy, trong đôi mắt kiên quyết hiện lên một dòng thác đam mê. Tôi quấn lấy anh càng ngày càng gần, cho đến khi hòa vào nhau, tôi vẫn không quên những lời mình hứa với anh, đó là sẽ mãi mãi không rời xa anh. Chúng tôi không ai nói yêu ai, nhưng mà chúng tôi biết hiện tại chúng tôi rất cần nhau. Hơi thở nóng hổi phả vào tai, tôi không thể ngủ, vì thế luôn không ngừng suy nghĩ về lời nói của bà nội anh. Sau đó là vô số câu hỏi lần lượt lởn vởn trong đầu tôi. Mọi thứ đến quá nhanh và không hề có sự chuẩn bị trước, vượt xa con đường phát triển và định sẵn trong lòng. Cảm giác như cuộc sống ban đầu đang vỡ tan, như một bức tranh ghép, một mình tôi chẳng đủ sức để lắp ráp. Đầu tuần sau khi xử lý mọi việc về con trai, tôi cũng trở lại công ty sau kỳ nghỉ phép dài ngày. Công việc chất đống khá là bề bộn, tuy nhiên điều khiến tôi cảm thấy bị ảnh hưởng nhất không phải là tập giấy dày cộp, mà là cuộc nói chuyện bàn tán của mọi người. Nè, sáng nay tôi thấy ở phòng của chủ tịch xuất hiện một cô gái mái tóc xoăn đen, đi giày cao gót hơn 10cm, mặc một chiếc váy liền thân, nhìn khí chất cao quý lắm. Đã vậy người ta còn gọi là chủ tịch thân mật lắm. Có khi nào họ là người yêu của nhau? Thật sao? Thật,
Đã vậy lại còn rất xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy một người hoàn hảo như vậy. Có khi nào là vợ sắp cưới của chủ tịch? Bình thường mấy cái gia tộc lớn này, họ đều liên hôn với nhau để củng cố địa vị. Chủ tịch của mình có khi cũng không tránh được đâu. Giờ nói chung là Hoa đã có chủ, chúng ta bớt mơ mộng lại đi. Không lại gây chuyện với người không nên gây, thì cơ hội làm ở đây không còn đâu. Khi nghe tới đây, tôi nghĩ tới duy nhất chỉ có Hoài Lan. Có điều vì cũng chưa nhìn thấy cô ta nên tôi không dám chắc. Chỉ là không ngờ cho đến buổi chiều, người kia thực sự cũng đã xuất hiện. Cô ta đi tới chào hỏi từng phòng ban, sau đó đến phòng ban của tôi thì nghiêng đầu thân thiện nói: "Chào mọi người, tôi là Hoài Lan, là người vừa nhận chức phó giám đốc bộ phận kế hoạch của các bạn. Trong thời gian chị Dung sang Đức điều hành chi nhánh, tôi sẽ thay chị ấy xử lý mọi việc ở đây, cho nên hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Nói xong, cô ấy cũng xoay người bảo nhân viên mang đến cho mỗi người một cốc trà sữa, coi như lời chào hỏi. Cho nên chỉ cần một màn ra mắt mấy phút cũng đủ khiến cho mọi người đồng lòng về phe cô ta. Còn tôi thực sự có chút sốc, bởi vì tôi không nghĩ đến chị Dung sẽ bị đẩy đi và Hoài Lan sẽ thế chỗ. Nếu như vậy, những tháng ngày về sau của tôi với cô ta ắt sẽ không đội trời chung. Thế nhưng khác với mọi suy nghĩ của tôi, Hoài Lan gần như không hề gây khó dễ hay bày tỏ sự thù địch với tôi. Đã vậy, vào ngày cuối tuần, khi chúng tôi trên đường đến tham gia một buổi đào tạo định hướng cho nhân viên, cô ta đột nhiên bước lại gần tôi bảo: "Vừa rồi bận quá không chào hỏi cô được, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Chào cô. Từ giờ tôi sẽ là cấp trên của cô. Tuy nhiên, cô đừng đặt nặng vấn đề quá. Cứ coi tôi là bạn đi. Có gì thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau." Giọng điệu của Hoài Lan biểu đạt ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Tôi biết ý định của cô ta với tôi, nhưng lúc này cũng chẳng phải lúc để cạnh khóe nhau. Vì thế tôi chỉ đáp lại một tiếng ừ, sau đó nghiêng đầu nhìn đi hướng khác để tránh né. Quá trình đào tạo giới thiệu được chia thành hai phần. Trong phần đầu tiên, chủ tịch có bài phát biểu chào mừng các nhân viên mới, giới thiệu về lịch sử phát triển, kế hoạch tương lai và mục tiêu hiện tại của NG. Đây là một phần quan trọng trong việc truyền tải các giá trị của công ty để nhân viên mới có thể hiểu và nắm bắt. Nên dù Duy có đi công tác, có bận hay không, anh cũng sẽ dành thời gian. Phần còn lại là giới thiệu về cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty, phúc lợi nhân viên, sự phát triển nhân sự. Đẩy cửa ra đã nhìn thấy Duy ngồi một mình ở hàng ghế đầu. Hoài Lan như ruồi gặp kẹo, lao tới bên cạnh anh, mỉm cười tít mắt. "Anh Duy, sao anh đến sớm thế chẳng gọi em?" "Ở tập đoàn cô nên đổi cách xưng hô đi. Hoặc là gọi tôi là boss, hoặc là gọi tôi là chủ tịch." "Đến em mà anh cũng bắt bẻ như vậy, anh đang cố tình làm khó em sao?" "Nếu như cô không thích, cô vẫn có thể nghỉ việc. Dù sao Angie cũng không thiếu người tay vào vị trí cô." "Anh..." Hoài Lan tức nghẹn không nói nên lời, chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng của Duy. Cô ta dậm chân, bực bội đi về phía chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, u ám nói với tôi: "Vừa rồi cô nhìn thấy phải không?" "Tôi không để ý lắm. Thực ra hai nhà chúng tôi đều biết nhau. Bà nội, bố với dì anh ấy rất thích tôi. Còn nhà tôi thì ông nội, bố mẹ tôi cũng rất thích anh ấy. Hai nhà đều hy vọng chúng tôi có thể ở bên nhau. Dịp, cô nghĩ sao nếu chúng tôi về chung một nhà?" Hoài Lan ở bên cạnh nói chuyện phím đủ thứ, khiến tôi có cảm giác lúc này cô ta không ở công ty, mà giống như đang ở giữa một tổ tư vấn thì đúng hơn. Cô ta càng ngày càng kể nhiều, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề sang phía tôi: "Dì bà, cô đã có bạn trai chưa?" "Tôi vẫn chưa nghĩ tới." "Sao lại chưa? Cô xinh đẹp thế này chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi. Hay là cô kén chọn thế?" "Điều này vẫn còn phụ thuộc vào số phận." Tôi đáp. Tôi cảm thấy Hoài Lan giống như một ngọn lửa hung hãn đang bùng tới, quyết tâm muốn chiếm được tất cả những gì mà cô ta muốn chiếm. Mà đối mặt với một người có tham vọng mãnh liệt như thế, tôi cảm thấy dường như mình bị tra tấn, dần dần cuốn vào những thù hận không đáng có. Đang suy nghĩ, lúc này vòng hội nghị dần trở nên sôi động. Sau đó là tiếng vỗ tay của đám đông chào mừng Duy sải bước lên sân khấu. Giọng nói của anh vốn đã trầm và ấm, cộng với trang phục và dịp ngày hôm nay,
phong thái vương giả dài núi áp đảo thiên hạ đã được thể hiện một cách trọn vẹn, hoàn toàn khác với biểu cảm khi chúng tôi ở cùng căn biệt thự rộng lớn đấy. Sau khi huấn luyện kết thúc, Hoài Lai lại nói chuyện với tôi trong khi chờ thang máy. Dịp, cuối tuần này cô có dự định gì không? Chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi. Cuối tuần này tôi phải dành thời gian cho con trai, nên không thể đi. Ồ, vậy buồn đấy. Thôi vậy, khi nào có cơ hội thì chúng ta hẹn nhau. Tôi mới về nước, không có nhiều bạn bè. Chúng ta kết bạn Zalo đi. Tôi thực sự muốn làm bạn với cô. Thêm tài khoản Zalo của vị hôn thê, của người đàn ông mình thích vào danh bạ. Đây là cái âm mưu chết tiệt gì thế? Đương nhiên là tôi không thích. Tuy nhiên, tôi lại không tìm được lý do để từ chối, vì cô ta còn là cấp trên của tôi. Tôi đành phải kết bạn Zalo với cô ta. Không ngờ khi nhìn thấy ảnh đại diện của tôi, Hoài Lan bắt đầu nói. Hình đại diện của cô đẹp thật đó. Cái này có phải là bãi biển ở Los Angeles không? Đúng rồi. Nhiếp ảnh gia nào chụp cho cô vậy? Một người bản địa thôi. Ồ, chắc tôi cũng phải sắp xếp đi nơi này xem thế nào quá. Hoài Lan cười như không cười, sau đó cô ta lại nói tiếp. Cuối tuần này là sinh nhật của tôi, dịp. Với mọi người cùng đến chung vui với tôi nha. Chúng ta gặp nhau có mấy lần, nhưng mà tôi lại thấy mình khá hợp nhau. Thực sự muốn được làm bạn với cô. Cảm ơn cô, nhưng tôi không dám hứa trước. Tôi sợ mình có việc bận. Nếu dịp không đến, tức là không để mặt tôi. Hay là dịp vẫn ghét tôi vụ chiếc váy ở nhà hàng với vụ gặp nhau ở sân bay ngày hôm ấy? Tôi quên từ lâu rồi. Nếu vậy thì dịp nhất định phải đến đây đó. Tôi chờ dịp nha. Nói xong cô ta cũng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, liền xoay người đi ra chỗ bạn của mình. Khi chị My nghe thấy tôi kể lại chuyện đó, chị ấy cũng như tôi liền nhận ra vấn đề, lập tức câu mày nói: cái con này nó đang định dở cái trò gì thế? Mày với nó từng xung đột một lần, đã vậy lão Duy còn công khai bảo vệ mày trước mặt nó, thì làm đéo gì có chuyện mà nó có lòng muốn làm bạn với mày chứ. Em cũng chẳng rõ nữa. Chắc chắn nó muốn dằn mặt mày, muốn làm cho mày xấu hổ ở bữa tiệc đó. Chị nói đúng, cho nên nếu mình đi thì chẳng khác nào rơi vào bẫy cả. Cô ta so với em thông minh và thủ đoạn hơn nhiều, em không muốn đấu đá. Tôi cười với chị My, cũng khẳng định chắc nịch với chị ấy là tôi sẽ không đến dự bữa tiệc của Hoài Lan. Chỉ là tôi không ngờ được rằng vào đúng ngày hôm ấy, khi tôi đang cùng với con trai ngồi xem phim ở phòng khách, thì bất chợt có bốn người đàn ông mặc vest đen xuất hiện. Nói là theo lệnh của chủ tiệc, tức là ông Chu, ông ngoại của Hoài Lan, đón tôi đến dự tiệc sinh nhật. Ông Chu là nguyên chủ tịch thành phố về hưu, tiếng nói vẫn đủ làm cho người khác nể nang. Con rể của ông ta, tức là bố của Hoài Lan, hiện đang làm bộ trưởng Bộ Công Thương, gia thế đều có chân chắc trong giới chính trị. Nếu lúc này tôi từ chối, chắc chắn họ sẽ nói là tôi không coi trọng nhà người già và sẽ lấy cờ đó để làm khó với Duy. Còn tôi thì tôi cũng không biết được phía trước đang chờ tôi điều gì. Hít vào một hơi thật sâu, tôi quay sang gửi Minh Đức cho dì Lý. Xong rồi tôi đi vào thay lấy một chiếc váy, trang điểm qua loa rồi đi tới bữa tiệc. Lúc đến nơi, quả thực căn biệt thự của họ làm cho tôi phải choáng ngợp, bởi vì nó không chỉ to đẹp theo phong cách châu Âu mà nó còn toát lên sự đẳng cấp mà người nghèo như tôi cố tới mấy cũng không thể du nhập vào đó. Thức ăn và đồ uống đều là món Tây, khách khứa cũng toàn là quan chức và con nhà trăm anh thế việt. Tôi lạc quẻ giữa một đám đông, còn đang suy nghĩ là mình nên làm gì ở đây, thì đột nhiên thấy ông Chu bước lên bục, cầm mic nói: cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây dự bữa tiệc sinh nhật của cháu gái tôi, đặc biệt là họ Lê Thành, khiến tôi cảm thấy rất vinh dự và quý trọng. Để duy trì mối quan hệ bao năm và nương tựa vào nhau như thế, tôi mong rằng tình cảm này có thể được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác, tồn tại mãi mãi. Sau khi ông chủ nói xong, mọi người đều nâng ly. Bà nội của anh bước tới nói: thực sự chúng tôi vô cùng cảm ơn ông chủ năm đó đã ủng hộ và giúp đỡ Angie phát triển, mở đầu ngành công nghệ trong nước. Nếu lúc đó không có mọi người ủng hộ, Angie cũng không có được như hôm nay. Chuyện đó đã là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại làm gì. Sao có thể không nhắc chứ, ơn nghĩa này cả đời sẽ không thể quên.
đến đời thằng Duy cũng không được phép quên. Duy nó là một đứa trẻ rất giỏi, sau này chúng tôi cần thằng bé giúp đỡ cái Hoài Lan dịu đó chứ. Lời nói đầy ẩn ý của ông Chu mang theo rất nhiều ý tứ. Duy từ đầu tới cuối mặt lạnh, anh chỉ cầm ly rượu lên nói. Ông Chu, tôi cảm ơn lời khen của ông. Không cần khách sáo, không cần khách sáo đâu. Mà Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34 à? 34 sao? Vậy cũng đến lúc lập gia đình rồi còn gì? Nói xong, ông ta kéo Hoài Lan lại gần mình, tiếp tục hướng ánh mắt tới gần anh Bảo. Trước giờ, nó luôn chỉ ước duy nhất, một điều ước trong ngày sinh nhật. Đó là được làm vợ của cháu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của nó. Cháu có thể nể mặt ông già này, đồng ý với nó có được không? Đối với chuyện tình cảm, tôi vẫn muốn nó được xây dựng bởi tình cảm của cả hai. Ông Chu, ông quen biết nhà họ Lê đã lâu như thế, chắc ông cũng biết hôn nhân của bố mẹ tôi từ đâu mà thành, có đúng không? Cái này sao có thể giống bây giờ chứ? Thực sự mà nói, tính tình của tôi không được tốt cho lắm. Nếu không phải là người tôi yêu thì sẽ không có chuyện nhẹ nhàng được đâu. Cho nên nếu ông cứ cố chấp giao cháu gái của mình cho tôi, thực sự không dám đảm bảo mình sẽ mang cô ta cái gọi là hạnh phúc mà cô ta mong muốn. Lời nói của Duy không to lắm, chỉ có vài người thân thích ở đó nghe thấy. Tuy nhiên, việc anh nói thẳng như thế cũng đủ khiến cho Hoài Lan và người nhà của ông ta bẽ mặt. Tôi nhìn thấy sắc mặt ông chủ đỏ ửng. Tuy nhiên, từng là lãnh đạo nên ông ta chỉ cười kha kha cho qua chuyện, quay sang nói với cháu gái. Không phải cháu bảo là bạn cháu có một tiết mục muốn tặng cháu sao? Con bé đến chưa? Dạ, cô ấy đến rồi, để cháu dắt cô ấy đến giới thiệu với ông. Khi Hoài Lan nói tới đây, cô ta cũng tách khỏi đám đông, bước về phía tôi. Rất tự nhiên kéo tay tôi về phía họ, nụ cười vẫn trèo trên cánh môi. Ông nội à, đây là Diệp, là đồng nghiệp của cháu ở công ty. Diệp là một cô gái rất giỏi giang, cái gì cũng đa tài. Thật sao? Vậy hôm nay hai đứa tính mang đến cho ông nội và mọi người tiết mục nào đấy? Dạ, là một bản hòa tấu dương cầm và piano. Hoài Lan vừa nói xong, bà nội của Duy lập tức hiểu ý, nói chêm vào. Nếu cô bé muốn hòa tấu với bạn nó, vậy thì chúng ta cùng nhau ra kia thưởng thức thôi. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được nghe Hoài Lan đàn. Không biết là bây giờ kỹ thuật của nó có tiến bộ hơn trước không? Cũng chỉ mong là sẽ không làm cho bà cười chê thôi. Con bé này vẫn còn lười lắm. Kẻ tung người hướng, tôi nghe không sót một câu. Lúc này cũng biết được mục đích của họ là bắt ép tôi đến đây làm gì. Họ biết tôi không biết đàn, nên muốn cho tôi bẽ mặt với tất cả mọi người. Muốn cho tôi nhìn ra được thế giới giàu có của họ. Kẻ thấp hèn như tôi không có cửa để đặt chân tới. Muốn cho tôi biết cảm giác cố trèo lên cao, ngã xuống sẽ đau đớn như thế nào. Nghĩ tới đây tôi không khỏi siết tay. Tôi phải cố gắng lắm mới không để bản thân mình cư xử mất kiểm soát. Còn Hoài Lan từ đầu tới cuối đều quan sát tôi, chưa rời một giây. Cô ta vẫn cố tỏ ra mình vô tội bảo, Diệp, chúng ta cùng đàn nha. Bị đẩy vào tình huống tiến không được lùi không xong, tôi đương nhiên biết bây giờ mình làm cái gì cũng bị người khác mang ra làm trò cười. Vì vậy thay vì để Hoài Lan kéo lên bục, tôi cứ đứng đó như con ngỗng, thì bản thân thẳng thắn với chủ nhà. Đến lúc ấy, họ có muốn trách tôi cũng chẳng sao, bởi vì thực tế ngay từ đầu tôi đã không muốn tới đây. Nghĩ tới đấy, tôi hít vào một hơi thật sâu, nói với Hoài Lan, cũng như là nói với tất cả những người khác. Thật xin lỗi Phó Tổng, tôi không biết đàn, cho nên bản hòa tấu này tôi không hòa tấu với cô được đâu. Vậy sao? Hoài Lan tỏ ra mình là người vô tội, ngữ điệu còn mang theo ủy khuất. Là Diệp không biết đàn thật, hay là Diệp không muốn đàn với tôi thế? Nếu tôi có làm gì khiến Diệp không vừa ý, thì Diệp thứ lỗi cho tôi nha, đừng để bụng tôi có được không? Phó Tổng đừng nói như thế. Người ngoài nghe không hiểu lại bảo là tôi không biết điều, làm mình làm mấy. Đến lúc ấy tiếng xấu không phải càng vang xa hơn sao? Vậy chúng ta... Tôi không biết đàn là thật, nên không thể đàn tặng cô. Tuy nhiên tôi cũng có một món quà để tặng sinh nhật cô. Chúc cô về sau mọi thứ đều như ý muốn, thuận buồm xuôi gió. Tôi đặt chiếc hộp nhỏ vào tay Hoài Lan, đồng thời cùng liếc mắt sang Duy
như muốn trấn an anh không phải lo lắng. Sau đó tôi lại liếc về phía ông Chu, tôi gật đầu chào hỏi. Ngài Chu, cảm ơn ngài đã cho người đón tôi đến bữa tiệc hôm nay. Ly rượu này của tôi thay cho lời xin lỗi, hy vọng mọi người đừng để bụng nhé. Cái này có phải Hoài Lan bảo là cô đàn rất giỏi sao? Tại sao bây giờ không biết đàn thế? Chắc là cô ấy nhớ nhầm tôi với ai đó thôi. Trước giờ cuộc sống của tôi khó khăn chật vật, miếng ăn còn chẳng đủ, làm gì có chuyện biết mấy việc như đánh đàn, thư pháp chứ. Lời này vừa dứt, ngay lập tức xung quanh vang lên những lời bàn tán thì thầm. Nhưng lời to nhất vẫn là người được mệnh danh là bạn thân của Hoài Lan. Họ nói với tôi bằng chất giọng mỉa mai. Ông, cháu thấy không phải Hoài Lan nhớ nhầm đâu, mà cứ có người thích biến mình trở thành trung tâm, biết đàn nhưng mà không thèm đàn đấy ông ạ. Đúng đó ông, cô Diệp đây. Trước đó có xảy ra xích mích với Lan và tụi cháu ở một nhà hàng. Mặc dù bọn cháu đã xin lỗi cô ấy, nhưng mà không hiểu sao bây giờ cô ấy vẫn chưa buông xuống được bực tức. Trầm Mạnh nói đúng đó ông, tụi cháu thực sự muốn làm bạn với Diệp, nhưng mà cô ấy không muốn. Chúng cháu không biết phải làm sao. Mỗi người nói một câu, tuy rằng đều là nói giảm nói tránh, tung hô tôi lên, nhưng người trong cuộc đều biết đây rõ ràng là một sự công kích có chủ đích. Hội trưởng chia làm hai phe. Người thương cảm tôi là người về phe của Hoài Lan. Nhưng những người về phe của ta vẫn tỏ ra rất ngây thơ khi mà một vị phu nhân giả vờ hoảng hốt. Cô Diệp này học cùng với Hoài Lan bên Úc sao? Cháu là con nhà ai thế? Nhà cháu kinh doanh cái gì? Tôi đang định đáp thì Mai, mẹ kế của Duy nhỏ nhà bảo. Diệp là bảo mẫu của Duy nhà chúng tôi. Bảo mẫu sao? Một bảo mẫu thì có kinh nghiệm gì về làm việc ở NG? Không lẽ là đi cửa sau? Làm gì có chuyện đó chứ. Trước giờ NG luôn coi trọng nhân tài. Nếu không phải có kinh nghiệm và bằng cấp yêu cầu, nhất định sẽ không được vào NG đâu. Tôi chỉ là đang thắc mắc thôi. Tại cháu tôi từng trượt vào NG, trong khi nó lại đi du học nước ngoài vậy. Lời thắc mắc này giống như một cái kim châm vào quả bóng đang căng, lập tức nổ tung, dấy lên rất nhiều tranh cãi. Hoài Lan mỉm cười nhìn tôi, có lẽ còn muốn diễn kịch, nhưng lập tức lại bị Duy ngăn chặn. Nếu đã bị đánh trượt, thì chắc chắn là cháu của dì không có năng lực, mà không có năng lực thì làm việc không hiệu quả. Và không được Angie nhận vào là chuyện đương nhiên. Có gì phải ấm ức. Còn về cô ấy vì sao được vào? Đương nhiên là do tôi đích thân phỏng vấn và đào tạo. Diệu anh, dì còn muốn thắc mắc chuyện gì của Angie không? Người đàn bà kia bị lời nói của Duy làm cho ngẹn ứa, mặt chuyển hết từ đỏ sang xanh. Tôi... Nếu không có gì thì chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây. Tôi dẫn cô ấy về trước, tránh cho việc ở đây khiến mọi người thêm phần khó xử. Nói rồi Duy cũng quay sang tôi, nắm lấy tay tôi muốn kéo ra ngoài, nhưng lại bị bà nội của anh quát lớn chặn đường. Đứng im đó, hôm nay là tiệc sinh nhật của Hoài Lan. Cháu phải ở đây cùng con bé trải qua sinh nhật, đừng có mà hồ đồ làm ra những chuyện ngớ ngẩn. Bà nội, tôi đã nghe lời của bà đến đây tặng quà cô ấy, chúc rượu mừng cô ấy. Như thế đã tỏ rõ thành ý của tôi. Còn về chuyện các người muốn kết tông gia, tôi không muốn giúp. Cháu! Tuy nhiên tôi vẫn có một đề xuất. Không phải chú Kim vẫn còn độc thân sao? Nếu hai bên kết tông gia cũng không phải cùng tốt. Cháu! Bà nội anh tức tới nghẹn họng. Hoài Lan đứng ở bên, nước mắt cũng lưng trọng. Nhìn vô cùng đáng thương. Cô ta ủy khuất nhìn tôi với anh, nghẹn ngào bảo. Anh Duy, chúng ta biết nhau từ bé. Tình cảm trước đó rất tốt đẹp. Người em thích luôn luôn là anh. Chỉ có mỗi anh, không hề có người khác. Chuyện này chúng ta từng nói với nhau. Tôi không muốn nhắc lại ở đây, là vì tôi muốn giữ cho cô một chút mặt mũi. Nhưng nếu cô không cần thì tôi cũng không ngại đâu. Anh Duy! Nếu cô nghe không rõ, tôi đề nghị cô nên đi khám lại tai đi. Thôi được rồi, hôm nay tâm trạng của anh không tốt, cho nên em nghĩ chúng ta nói chuyện đầy sâu đi. Nhìn Hoài Lan khóc lên khóc xuống, trong lòng tôi đương nhiên cũng không cảm thấy thoải mái. Vì thế suốt quãng đường di chuyển về nhà, tôi đều không nói một câu. Cuối cùng vẫn là Duy phá tan bầu không khí ấy. Anh hỏi tôi. Sao em lại có mặt ở đây? Trước đó cô ta có mời tôi vốn đã không muốn đi. Không ngờ ông Chu lại đích thân cho vệ sĩ đến đón tôi.
Ông ta muốn làm bẻ mặt em với mọi người. Tôi biết. Biết mà em vẫn đến. Anh nghĩ tôi có thể từ chối sao? Ông ta có chủ đích muốn dìm tôi, nên tôi mới quyết định thay vì để họ sỉ nhục, tự mình tỏ ra đáng thương. Chắc sẽ nhận được nhiều đồng cảm hơn. Em thông minh hơn một chút rồi đấy. Nếu cứ mãi ở vị trí thấp kém, không phải sẽ phụ công sức của anh sao? Hôm nay tôi nói như vậy, chắc chắn ngày mai sẽ có rất nhiều tin đồn về em. Em có sợ hay không? Không. Tôi lắc đầu, bàn tay luồn vào tay anh siết chặt. Tôi mỉm cười một cách tự tin. Tôi không nói quá nhiều, anh cũng không nói nữa. Nhưng lúc này cả hai chúng tôi biết, trái tim chúng tôi đã từng có lúc đập chung một nhịp. Những ngày sau quả nhiên như Duy nói, một số tin đồn về tôi bắt đầu xuất hiện. Đỉnh điểm nhất là vào ngày thứ 8, một đoạn video về việc tôi xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật được phát tán bởi một tài khoản có khá nhiều người theo dõi. Người này vu khống cho tôi là kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc liên hôn của Duy với Hoài Lan. Bóc trần quá khứ, tôi từng là người làm ở quán massage và có một người con riêng không có bố. Thậm chí họ còn đặt ra câu hỏi, tôi chỉ là một người giúp việc, không có bằng cấp, đáp ứng đủ yêu cầu. Tại sao lại có thể vào làm được ở tập đoàn NG? Thông tin này khiến cho toàn bộ tập đoàn gần như nổ tung. Ai nấy khi nhìn thấy tôi đều túm tụm để bàn tán chỉ rõ. Chị My cũng biết chuyện, sợ tôi nghĩ quẩn nên nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, căn dặn tôi phải đi tìm Duy để tìm cách xử lý dập thông tin. Nếu không thì những fan mù của Hoài Lan và bạn cô ta sẽ không để cho tôi yên, thậm chí có khi còn kéo đến tập đoàn để gây rối. Đọc xong những tin nhắn ấy, tôi không vội trả lời, tôi vẫn tiếp tục làm nốt công việc gian dở, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai chán ghét. Đến trưa tôi tính mang cặp lồng cơm lên phòng cho Duy, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa lại chạm mặt với nhân vật chính. Lúc này cô ta đối với tôi lại rất nhẹ nhàng và không hề mang ý thù địch. Cô ta bảo, tôi đang định tìm dịp để nói chuyện, vào phòng tôi một lát đi. Gấp lắm sao à? Dịp có việc bận sao? Không bận lắm. Tôi lắc đầu theo Hoài Lan vào phòng làm việc. Cô ta rót cho tôi một ly trà nóng rồi bảo, mấy ngày đây xuất hiện tin đồn không hay về dịp, tôi lại bận công việc không thể xử lý triệt để. Dịp đừng giận tôi, thực là không biết ai lại có ác ý nói ra những lời như thế với dịp nữa. Chúng ta vốn dĩ rất bình thường, dịp cũng có phải là người thứ ba, vậy mà họ lại bịa đặt. Tôi không quan tâm đâu, phó tổng. Họ nói hãy để họ tự nghe đi. Vậy dịp không giận tôi đúng không? Như cô nói, chúng ta không có xích mích, làm sao có thể ôm thù mà giận nhau. Vậy thì tốt quá. Hoài Lan gật đầu, sau vài giây lại nói, tối nay tôi phải đi gặp bên lãnh đạo thành phố, dịp chuẩn bị một chút, tối nay theo tôi nha. Được. Tôi không hiểu tại sao Hoài Lan lại kéo theo vô danh tiểu tốt là tôi đi. Nói thật tôi rất muốn từ chối, thế nhưng xét cho cùng mình không có quyền gì để lên tiếng trong trường hợp đó, nên tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn xuống. Sau khi tan làm, tranh thủ về nhà thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng và buộc tóc gọn gàng. Sau đó tôi lấy bộ đồ công sở mặc vào. Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân. Vừa đặt chân vào đại sảnh, tôi lập tức cảm thấy bộ đồ trên người mình rất tệ so với nơi đây. Không những không hợp hoàn cảnh mà còn thực sự rất quê mùa. Hoài Lan thì khác, trên người cô ta đúng kiểu toát ra khí chất cao quý của một tiểu thư đại cát. Chỉ cần một cái nhấc tay cũng đủ đè bẹp hàng tôm tép là tôi ngã xuống. Bữa ăn được bày trong một phòng VIP hàng sang. Trên bàn tổng cộng có gần chục người, tất cả đều là lãnh đạo cao cấp của thành phố và ba cô gái trẻ. Tôi chẳng quen biết một ai, chỉ có thể mời rượu theo Hoài Lan. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, mà không ai hỏi thì tuyệt nhiên tôi đều giữ im lặng, nửa lời cũng không nói. Đúng lúc ấy cô ta ngồi bên cạnh, ghé sát tai tôi hỏi nhỏ, sao thế, cô cảm thấy bữa tiệc hôm nay vô vị sao? Tôi không cảm thấy vô vị, tôi vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện. Thả lỏng người ra một chút, có cơ hội thì vẫn không nên đánh mất, nên để lại ấn tượng tốt thì sau này làm việc cũng sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình. Cảm ơn phó tổng, tôi sẽ ghi nhớ lời cô nói. Hoài Lan lịch sự dặn dò tôi,
Một cán bộ cao cấp ngồi đó lúc này cũng dường như phát hiện ra tôi là người lạ, phản ứng đầu tiên là lập tức ngậm miệng, đánh giá chằm chằm tôi, khóe miệng còn cười cười không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Đây là nhân viên của cháu tên là Diệp, cô ấy là người mới nhưng rất có năng lực. Nói xong, cô ta cũng chỉ tay vào ông ấy. Đây là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Sơn. Thật bất ngờ đấy, không ngờ NG từ sếp đến nhân viên ai cũng đều rất đẹp. Đối diện với lời khen mang tính xả dào như thế, tôi gượng cười cong môi lên. Ngài quá khen rồi. Cái này là nói thật, không phải quá lời đâu. Để mà đích thân cô bé này khen ngợi thì cô cũng phải rất giỏi đấy. Nào, cùng uống một ly rượu đi. Chúc cho NG sau này càng ngày càng phát triển và có nhiều dự án. Mọi người lại cười ha hả, sau đó tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn 11 giờ tôi gần như không uống được nữa. Bản thân đành phải order từ nhà hàng một ly nước chanh để uống cho tỉnh. Ai ngờ vừa uống vào xong, tôi cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, hình ảnh trước mắt bắt đầu có chút mờ đi. Thấy trong người bỗng dưng nóng ran, tôi đành phải đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng cho dù có rửa rất nhiều lần, tôi cũng không cảm thấy cơn nóng ấy giảm đi. Ngược lại, cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến bò xung quanh. Cái cảm giác này tôi biết, vì thế bèn cố gắng lấy điện thoại ra gửi cho Duy. Nhưng thứ tôi gửi được cũng chẳng phải lời cầu cứu, mà chỉ là vị trí mình đang đứng. Sau đó tôi cố thủ trong đó để đợi anh. Nhưng không ngờ sau một lúc, cả người bị một người đàn ông ôm lấy. Ông ta vừa đi vừa nói bên kia. Cảm ơn cháu gái nha, món quà này chú rất thích. Yên tâm, nếu mọi chuyện lộ ra chú sẽ đổ hết tội lỗi cho cô ta. Làm sao khai ra là cháu được chứ? Nghe những lời nói ấy, tôi thực sự muốn vùng lên để chửi họ. Thậm chí muốn lao ra tìm Hoài Lan để tát cho cô một cái. Nhưng cố đến mấy cũng không thể. Người tôi lúc này không khác gì một sợi bún. Một cái nhấc tay cũng khó khăn, nói gì tới việc chạy lao ra khỏi nơi đây để tự cứu lấy bản thân. Tôi không còn ý thức được nữa, cả người nóng ran, chỉ sợ một cái động chạm của đối phương sẽ làm cho bản thân mất kiểm soát, trở nên trơ trẽn, không còn liêm sĩ. Tôi cố gắng tìm lấy sự tỉnh táo, nhưng càng cố thì càng không thể, ngược lại còn bị phản tác dụng, mỗi lúc trở nên đáng sợ hơn. Thế rồi tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết mình bị giằng lại bởi một cánh tay rắn chắc, được người đó ôm chặt vào lòng đi đến một căn phòng khác. Chưa hết, tôi còn nhận ra một điều, ở trong vòng tay ấy, đột nhiên có cảm giác bình yên tới lạ. Bình yên giống như kiểu, cả một cuộc đời này tôi không còn phải sợ những sóng gió, bão tố kia. Bắt lấy cánh tay của người đang ôm lấy mình, cánh mũi cọ lên cọ xuống, u mê, ngửi mùi thơm từ chiếc áo sơ mi trắng của người đó. Nhận ra được sự quen thuộc, miệng tôi cuối cùng cũng mấp máy. Cuối cùng, anh cũng đến rồi. Tôi đưa em về nhà, cố gắng một chút. Được. Trải qua một cơn mộng mị suốt một đêm dài, sáng hôm sau cuối cùng tôi cũng đã tỉnh, phát hiện ra mình đang ở trong căn bên hào của anh. Duy từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Không cần nói cũng biết tối qua, chúng tôi đã làm cái gì. Anh hỏi tôi. Muốn ăn gì? Cháo hay là súp hải sản? Gì cũng được. Chuyện tối qua là như thế nào? Sao tự dưng em lại xuất hiện ở đó? Hoài Lan bảo tôi là đi theo cô ta gặp lãnh đạo thành phố để xin dự án. Lần sau nếu cô ta bảo em đi đâu, tốt nhất em không được đi. Nếu hôm qua tôi không đến kịp, em có biết là em sẽ như thế nào không? Thái độ của Duy lúc này thể hiện ra anh đang rất tức tối. Cho nên tôi không dám đôi co với anh, tránh cho việc cả hai trở nên bất hòa. Ăn xong bữa sáng, anh có việc phải đi, tôi lại ngồi ở phòng khách, suy nghĩ một lúc cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Lan. Tôi hỏi cô ấy, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi gặp cô một chút có được không? Tôi đang ở công ty, không phải hôm nay cô xin nghỉ sao? Gọi tôi có việc gì thế? Vậy chúng ta gặp nhau đi. Nói xong tôi cùng bắt xe, đi thẳng tới căng tin tập đoàn. Lúc này dưới căng tin hầu như không có ai. Tôi chọn lấy một góc bàn ở trong góc, chờ khoảng nửa tiếng cũng thấy Hoài Lan đi xuống. Cô ta vẫn điềm đạm như thế, nghiêng đầu hỏi tôi.
Có chuyện gì mà cô hẹn gặp tôi vội vậy? Hôm qua uống say, không ở nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại sao? Tôi không vội trả lời, ngược lại tôi hỏi Hoài Lan. Cô uống gì tôi gọi cho cô? Một ly nước cam là được rồi. Được, vậy thì một ly nước cam. Tôi gật đầu vẫy tay gọi phục vụ, order đồ uống mang tới. Trong khoảng thời gian đó, tôi hầu như không hề lên tiếng. Mãi cho tới khi cốc nước cam được đưa ra, bản thân mới mỉm cười nói tiếp. Cô uống đi, không có gì trong này đâu. Hôm nay dịp lạ quá, nói toàn những lời ẩn ý là sao vậy? Tôi cười khẩy, lúc này cũng không muốn diễn kịch, kéo dài thời gian với Hoài Lan, nên trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nói đi, vì sao lại làm như thế với tôi? Tôi không hiểu là dịp nói gì cả. Mới có một đêm mà cô đã quên luôn cái việc mình làm sao? Dịp gặp phải chuyện gì sao? Đứng sau Thiên Tâm, không chịu ký hợp đồng với tôi, ra lệnh cho Sunny Đào không hợp tác với tôi, gọi tôi đến bữa tiệc sinh nhật để hạ bệ tôi. Khi những tin xấu về tôi được tung ra, tôi biết đó là do cô làm. Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm. Nhưng khi cô dùng tới cái cách hèn hạ bỏ thuốc tôi, rồi ném tôi lên giường người khác, tôi thực sự không thể không quan tâm được nữa. Tôi không hạ thuốc Dịp. Cô muốn hủy hoại danh dự của tôi, để tôi phải bẽ mặt với mọi người. Cô ghen tị với tôi vì tôi được Duy quan tâm và che chở. Tôi đã nói rồi, tôi không hề hạ thuốc Dịp. Tôi nghĩ chắc là Dịp đang hiểu lầm tôi. Hoài Lan, tôi thấy cô thật sự đáng thương đấy. Cô cứ nghĩ làm đủ trò để hại tôi là cô sẽ có cơ hội được ở bên cạnh Duy và làm vợ anh ấy. Nhưng mà cô quên mất một điều. Từ đầu tới cuối, anh ấy rất chán ghét cô. Làm sao có chuyện anh ấy sẽ lấy cô cơ chứ? Bị tôi vạch trần, cô ta im lặng. Cuối cùng quyết định không diễn kịch nữa. Cô ta cười lạnh bảo, với gia đình như chúng tôi, yêu cũng không phải là thứ quan trọng nhất, mà còn phải là hậu thuẫn nhau trong sự phát triển của tập đoàn, là những mối quan hệ rộng lớn. Dịp, cô vốn dĩ không xứng đáng với anh ấy, cho nên nếu cô biết điều tốt nhất, cô nên mang con trai mình rời khỏi thành phố này, đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Nếu cô cứ tiếp tục, người chịu thiệt chỉ có cô. Nghe xong những lời đó, bản thân tôi không khỏi bật cười. Tôi nhìn cô ta nhếch môi, bình thản nói, tôi không xứng, nhưng tôi đã được lên giường với anh ấy, được anh ấy bảo vệ. Còn cô, tới một sợi tóc của anh ấy cô cũng chạm tới được đâu. Cô lấy tư cách gì mà đuổi tôi đi? Khi nói xong những lời đó, tôi còn nghĩ Hoài Lan sẽ giống như vừa nãy, tiếp tục diễn và tiếp tục chối cãi. Nhưng không phải, bây giờ cô ta trực tiếp ngã bài với tôi, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Cô Diệp, với người nhà anh Duy, đàn bà muốn trèo lên giường anh ấy rất nhiều, và cô có lẽ cũng là một trong số đó thôi. Bây giờ cô đứng ở đây khoe khoang với tôi, cô từng ngủ với anh ấy, cô không thấy mình quá rẻ mạt sao? Không, bởi vì tôi biết hiện tại cũng chỉ có mình tôi được đãi ngộ như thế. Còn cô mang tiếng là thanh mai trúc mã, nhưng mà cô có được chưa? Cô đừng có mà vô liêm sỉ. Anh Duy là của tôi, người lớn trong nhà đều nhận định chúng tôi sẽ kết hôn. Cô là cái thá gì mà có quyền chen vào cướp mất anh ấy? Tôi chưa bao giờ cướp của cô bất cứ cái gì. Cô là người có học, đừng để cho não bộ của mình vận dụng một cách ngu xuẩn như thế. Người khác nhìn vào sẽ cười chê khinh bỉ đấy. Nếu không phải là tại cô, chúng tôi đã kết hôn với nhau. Tôi yêu anh ấy như thế, tôi vì anh ấy làm biết bao nhiêu thứ. Nhưng anh ấy chỉ nhìn về phía cô. Rốt cuộc cô có cái gì hơn tôi? Cô chỉ là một á đàn bà mang theo đứa con riêng, học vấn cũng chẳng có gì, chui ra từ cái xó xỉnh vùng sâu vùng xa, ngoài hai từ cặn bã, chẳng còn từ nào tốt đẹp để gán cho cô. Dịp, tốt nhất bây giờ cô nên nghe lời tôi. Nhân lúc người lớn trong nhà chưa động tay động chân với cô hãy mang con trai cô cuốc khỏi đây đi, tránh cho mọi việc đi quá xa. Lúc ấy không ai có thể cứu được cô đâu. Có người nhà là gốc to hậu thuẫn thì làm sao chứ? Hoài Lan, cô nên nhớ, cô càng làm như thế, anh Duy sẽ càng chán ghét cô hơn thôi. Để lại cho Hoài Lan một lời nói như thế, sau đấy tôi cũng nhanh chóng đứng lên, cầm túi xách rời khỏi căn tin. Lúc này mặt trời đã lên cao, phủ đầy ánh nắng xuống toàn thủ đô.
Gió thổi lớn khiến cho mấy sợi tóc dài buông xòa phía sau lưng phấp phới, bay nhẹ nhẹ. Tôi đứng bên lề đường rất lâu, sau đó mới đi tới cửa hàng gặp chị My. Có lẽ sắc mặt của tôi khá tệ nên chị ấy lập tức hỏi: "Mày có chuyện gì sao?" Tôi khẽ lắc đầu nhưng chị My không dễ dàng bỏ qua. Trong phòng bây giờ chỉ có hai người, chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài bảo: "Diệp, tao với mày chơi thân với nhau mấy năm nay, không lẽ tao không đủ tin tưởng để mày tâm sự với tao sao?" Tôi hiểu ý chị My đang nói, môi dưới hơi cắn, chờ đến khi chúng truyền đến một trận đau nhói, tôi mới lấy lại được tỉnh táo, khẽ hỏi thật nhỏ: Chị thấy anh Duy là người như thế nào?" "Tao không tiếp xúc nhiều nên tao không thể hiểu được tính cách của ông ta. Có điều vẫn như trước kia, khoảng cách của mày với lão ấy quá xa, nói thích hợp thì chắc chắn là không thể." "Vậy sao?" Tôi không biết nói từ nào khác. Thứ nhất, vì bây giờ trong đầu tôi vẫn chưa thoát khỏi những lời nói của Hoài Lan. Thứ hai chính là vì tôi có chút hụt hẫng trước những lời nói của chị My. Thực sự tôi biết khoảng cách của tôi với Duy chính là ngân hà ngoài vũ trụ. Nhưng tình cảm tưởng chừng không thể, bây giờ đã nảy mầm sinh sôi. Chưa kể, trong tôi còn có rất nhiều nghi vấn. Tôi phải làm sao đây? Ngộ nhỡ nếu như anh thực sự là người năm đó, tôi phải làm sao? Thấy tôi im lặng, chị My lại nói: "Tao biết là mày đã yêu lão ta, nhưng mà Diệp, thân phận của lão ta quá đặc biệt, tao không muốn mày lao đầu vào biển khơi. Khi mà không biết bơi như thế, nhà hào môn không dễ ăn đâu. Mày lao vào đấy, lúc đầu khổ chỉ có một mình mày thôi." "Em hiểu chị nói gì, có điều..." "Mày làm sao?" "Nếu như..." "Em nói nếu như thôi. Nếu anh ấy là bố của con em, chị bảo em nên làm thế nào?" "Cái gì? Anh ta thực sự là bố con mày sao? Nhưng mà trước đó mày đã nói với tao là chắc chắn không phải lão cơ mà." "Đúng là em không chắc chắn người ấy là Duy, nhưng mà được gần đây em cứ suy đi nghĩ lại, lại thấy có rất nhiều sự trùng khớp." "Là cái gì?" "Anh ấy có đôi mắt rất giống với người đó. Xong, chị để ý mà xem, đôi mắt của Minh Đức với đôi mắt của Duy, cả cánh mũi cũng giống nhau." Vừa nói tôi lại mở điện thoại chụp ảnh anh ngồi chơi cùng với Minh Đức ở bãi biển Los Angeles. Chị My nhìn thấy lập tức không suy nghĩ mà thốt lên: "Trời má ơi, sao ảnh này hai người nhìn giống nhau vậy? Cứ như là..." "Chị cũng thấy họ có chút giống nhau đúng không?" "Đúng. Lúc trước thì thấy Minh Đức giống mày, nhưng bây giờ đứng với lão Duy lại thấy nó có nét giống cả lão. Nhưng mà nếu chị thế này cũng có thể kết luận được là hai bố con, vì trên đời này người giống người cũng không phải hiếm." "Anh ấy có nhóm máu trùng với con em." "Trùng nhóm máu sao mày biết?" "Là Minh Đức phẫu thuật có thiếu máu, Duy là người đã hiến máu cho thằng bé. Bọn họ có trùng nhóm máu." "Vậy mày đã tìm tới cái khách sạn kia chưa? Hỏi họ xem là có phải lão không?" "Trước kia em có hỏi mấy lần, nhưng họ nói là không cung cấp được vì là khách VIP. Sau này là khách sạn đổi chủ, họ nói họ không liên quan tới chuyện cũ nữa." "Nếu như vậy thì xét nghiệm đi." "Xét nghiệm? Thì chỉ có như thế mới là chắc chắn nhất thôi." Chị My nghiêm túc nhìn tôi, không còn vẻ cợt nhã như mọi khi. "Tối nay mày gạ lão ngủ với mày, sau đó nhân lúc lão ngủ rồi giật mấy sợi tóc để đi xét nghiệm cho tao. Nếu thực sự là bố con thì phải để cho hai người nhận nhau, không được giấu giếm. Tao nghĩ nếu lão biết Minh Đức là con trai, lão cũng không thể vứt bỏ nổi đâu." "Em biết rồi." Mặc dù thấy kế sách của chị My đưa ra khá là liều lĩnh, cũng có thể khiến cho Duy nghi ngờ, nhưng mà lúc này ngoài cách đó ra tôi không còn cách nào khác nhanh và chắc chắn hơn. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi và ăn cơm xong, tôi cũng trở về căn bên hào của anh, đi siêu thị mua đồ để nấu một bữa cơm tối nay theo lời chị My nói. Có điều lúc tôi dùng laptop của anh để ở phòng làm việc để tìm kiếm công thức món ăn, bản thân lại đọc được một tin nhắn email vừa được gửi tới. Đây không phải là mail công việc, không phải là hợp đồng hàng tỷ đô có thể làm cho tôi mù mắt, cũng không phải bí mật kinh doanh nào có thể lay chuyển nền tảng gia tộc nhà họ Lê. Chỉ là một bản báo cáo. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua, tay chân tôi bắt đầu run rẩy không thể khống chế,
bởi trên đó có bản xét nghiệm ADN của Minh Đức với anh. Tất cả đều bằng tiếng Anh, nhưng rất rõ quan hệ huyết thống cha con. Đọc tới đây, ngón tay tôi gần như cứng đờ. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy báo cáo, nhưng lúc này không khác gì một hòn than đỏ rực, khiến đôi mắt đau rát như bị phỏng ruột. Chưa hết, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi thở của mình gần như bị chặn lại. Lồng ngực phập phồng đau đớn, chân cũng như đổ keo xuống, không thể nhấc lên, chạy lao ra bên ngoài. Hóa ra đây không phải giấc mơ, đây không phải là do tôi quá ảo tưởng, mà rõ ràng anh chính là người đàn ông đó. Tay chân lạnh ngắt, tai cũng đã ù đi. Tôi ấn mạnh vào ngực, buộc mình hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh, sau đó căng mắt nhìn kỹ hơn một lần nữa. Huyệt thái dương trở nên đau nhói. Tôi nén cảm xúc, gập laptop, sau đó quay ra phòng bếp muốn nấu nướng tiếp. Thế nhưng càng muốn bình tĩnh, bản thân lại càng như chiếc thuyền lên đên ngoài khơi, bị sóng gió đánh nhấp nhô. Ngồi một lúc, tôi mở nguồn điện thoại, vừa sạc. Ban đầu muốn nhắn tin cho anh hỏi rõ mọi thứ, nhưng lại sợ anh bận nên đích thân đến công ty để tìm anh. Cốt là muốn hỏi anh mọi chuyện như thế nào, anh đã biết thông tin hay chưa. Không ngờ vừa đến cửa lại nghe được cuộc nói chuyện của anh với Lan. Sao cô vào được đây? Ai cho cô thẻ phòng của tôi? Đối mặt với cảm giác áp bức mãnh liệt, Hoài Lan gần như cạn lời, không biết phải trả lời thế nào. Văn phòng tổng giám đốc là một bộ phận bí mật của tập đoàn. Văn phòng của Duy là trái tim của cả tập đoàn. Những người duy nhất trong công ty có được hai quyền này là anh và trợ lý của anh và tôi. Người được anh đặt cách riêng tư. Tuy nhiên, từ khi vào NG tới giờ, tôi chưa bao giờ tự ý vào phòng của anh. Đang suy nghĩ, tôi lại nghe thấy giọng nói của Hoài Lan vang lên. Anh Duy, ông nội bảo em tối nay mời anh tới nhà ăn cơm. Anh cùng em về nhà có được không? Không. Duy lập tức ngắt ngang. Phiền cô đưa lại thẻ ra vào cho trợ lý Vĩnh và ra ngoài đọc thuộc lại bản nội quy giúp tôi. Nếu muốn gặp tôi, không phải là do tôi trực tiếp yêu cầu, mọi thứ đều sẽ được thư ký của tôi xử lý. Chỉ là một cái thẻ thôi mà, anh có nhất thiết phải làm như vậy với em không chứ? Thực ra chuyện tôi nói với cô không phải là chuyện duy nhất một cái thẻ này đâu, mà còn rất nhiều thứ. Em... Tôi cho cô hai cơ hội. Một là cô tự mình nói ra, hai là tôi sẽ báo công an, can thiệp điều tra. Nhớ cho kỹ, cho dù bố cô là quan chức cấp cao thì tôi cũng có thể làm đến cùng đấy. Anh luận tội em. Giọng điệu lạnh lùng và quả quyết của Duy khiến cho Hoài Lan lắp bắp không nói thành lời. Còn anh lúc này dường như đang gặp phải vấn đề gì đó rất ghê gớm. Khi mà tôi thấy anh đập bàn một cái sầm thật lớn, sau đó rít từng chữ qua kẽ răng. Cô tưởng những trò cô xúi người khác để chèn ép cô ấy, tôi không biết sao. Em không làm gì cả. Anh lại nghe người khác nói, sau đó đổ tội cho em. Không làm gì? Vụ việc của Thiên Tâm, chính cô là người đã bảo chị họ cô không gặp cô ấy. Đã vậy còn điều đến một gã khốn nạn sỉ nhục cô ấy. Vụ việc sinh nhật của cô, vụ việc mọi thứ bị tung lên mạng mấy ngày vừa qua, rồi vụ việc cô lừa cô ấy đi giao lưu quan hệ, nhưng thực chất là ném cô ấy lên giường người khác. Mấy cái này tôi đều có bằng chứng. Cô muốn chối cãi với tôi? Em đúng chứ? Vậy thì sao? Em rất ghét cô ta. Em ghét việc cô ta chiếm giữ anh. Nếu không có cô ta thì anh sẽ là của em. Em cũng không phải trở nên hèn mọn và toan tính như thế này. Con người cô trở nên như thế đều là do cô lựa chọn tôi, không liên quan gì tới cô ấy cả. Cô nghe cho rõ đây, cho dù tôi không ở bên cô ấy thì cô cũng không bao giờ tới lượt bước chân vào cuộc đời của tôi. Cô hiểu chứ? Cho nên, người nên động cái não bây giờ là cô chứ không phải ai khác. Anh, sao anh có thể nói những lời như thế với em? Anh phải hiểu em là ứng cử viên phù hợp nhất làm con dâu nhà họ Lê của anh. Ngoài ra không còn một ai khác. Bà nội và bố anh cũng chỉ muốn em làm vợ anh thôi. Anh có biết khi em thấy anh ra mặt vì cô ta, trong lòng em cảm thấy thế nào không? Em cảm thấy không cam tâm. Em chỉ muốn tiêu diệt cô ta, muốn tiêu diệt con của cô ta, muốn họ cút khỏi cuộc đời của anh. Cô biết Minh Đức, cô đã làm gì nó? Nó không phải là con anh quan tâm nó làm gì? Nói, cô đã làm gì thằng bé hả? Đột nhiên ngữ điệu của Duy gầm lên,
làm cho cả tôi đứng bên ngoài cũng trở nên sợ hãi. Hoài Lan thì như phát điên, không biết lấy dũng khí ở đâu ra. Cô ta cười lạnh đáp. Không phải nó bị dị ứng xoài sao? Em cũng chỉ là cho nó ăn một miếng có bánh vị xoài thôi. Nhưng mà có vẻ vị xoài hơi ít, nên chưa đủ để lấy mạng nó. Người đưa bánh đó là cô. Cô biết thằng bé bị dị ứng xoài, cô đã cố tình làm bánh mang đến tặng. Đúng, em biết nó nằm trong danh sách người xin hỗ trợ quỹ thắp sáng. Em biết nó bị dị ứng xoài. Em biết nó có nhóm máu hiếm, nên em đã cố tình mang chiếc bánh kem vị xoài đó cho nó ăn. Ai bảo con mẹ nó là dám cướp người đàn ông của em? Em làm thế chỉ muốn cảnh cáo nó thôi. Mẹ kiếp, ai cho cô cái lá gan động vào thằng bé? Khi nghe những lời đó của Hoài Lan, cả người tôi trở nên rét run, sau đó nóng bừng. Tôi không nghĩ cô ta lại độc ác tới nỗi xuống tay với con trai tôi, trong khi con trai tôi thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cô ta. Nghĩ lại cảnh ngày ấy con rơi vào nguy kịch, tôi tức tới run cả người, mở cửa lao vào phòng muốn chất vấn và cho cô ta một cái tát. Nhưng đúng vào lúc ấy, tôi lại nhìn thấy Duy đang bóp cổ cô ta dí chặt vào tường, quai hàm bệnh ra, đôi mắt lạnh tanh đến đáng sợ. Còn cô ta thì cả gương mặt trở nên đỏ bừng khó thở, hai tay vùng vẫy cầu cứu. Mặc dù không thể tha thứ cho cô ta, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Duy bị cơn giận dữ làm cho mất kiểm soát. Vì thế bản thân bèn chạy lại túm lấy tay anh và cố tách những ngón tay ra. Tôi khuyên nhủ, buông cô ta ra đi Duy ơi, anh dùng sức thêm nữa cô ta chết đấy. Em tránh ra, em có biết cô ta đã làm gì hay không? Em biết, em nghe thấy hết rồi. Vậy mà em muốn tôi tha cho cô ta, đầu em là đầu đất hay sao? Cô ta làm sai thì để pháp luật trừng trị, bây giờ anh giết chết cô ta anh sẽ phải ngồi tù. Lúc ấy, kẻ ghét anh sẽ hả hê, Angie sẽ rơi vào tay kẻ khác, anh đỡ sao? Tôi không quan tâm. Tôi nghẹn ngào nhìn Duy, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Thế còn em và Minh Đức thì sao? Anh định bỏ hai mẹ con em lại sao? Lúc này trong đầu tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là muốn hỏi anh rốt cuộc tờ xét nghiệm ADN ấy có thật hay không? Anh đã làm nó từ bao giờ? Anh nghi ngờ từ khi nào? Tuy nhiên, khi nghe được hết tất cả và khi tận mắt nhìn thấy anh nội điện muốn giết Hoài Lan, cuối cùng tôi đã hiểu ra một câu hỏi trong đầu tôi đã được giải đáp. Bởi vì sẽ chẳng có một người dân nào biểu hiện ra cái sự tức giận tới đỉnh điểm khi nghe thấy những việc độc ác mà con trai mình phải chịu đựng. Nâng đôi mắt đỏ sòng nhìn anh, tôi nghẹn ngào lặp lại. Anh định bỏ mẹ con em sao? Anh định để Minh Đức không biết sự thật sao? Em đã nhìn thấy biểu cảm khó tin của Duy. Tôi cười trong nước mắt. Tôi gật đầu đáp. Đúng, em đã thấy. Chính vì nhìn thấy cho nên em mới không muốn anh làm điều gì dại dột. Việc cô ta hãy để pháp luật xử lý. Em không tin nhà cô ta có thể một tay che trời. Nói tới đây tôi gỡ tay Duy ra khỏi cổ Hoài Lan, cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng để anh nguôi đi cơn tức. Chỉ là hành động này của tôi lọt vào mắt cô ta, lại khiến cô ta thêm phần ngứa mắt, hùng hổ hất mạnh tôi về phía sau, khiến cả người tôi đập vào cạnh bàn, eo đau nhói. Mày không phải đạo đức giả, mày diễn kịch làm gì? Tất cả đều là do mày mà ra. Nếu không phải tại mày, tao với anh Duy cũng không tới mức như thế này. Tất cả là tại mày. Ngay từ đầu anh ấy không yêu cô, không nhìn cô tới một lần. Cô nghĩ hai người có cơ hội sao? Cô nói là tại tôi mà anh ấy đối xử với cô như thế. Vậy thì bây giờ cô hỏi anh ấy đi. Anh ấy đã bao giờ có một chút tình cảm với cô chưa? Hay từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô là người bám theo anh ấy? Chỉ có cô là người vô liêm sỉ tới mức bị đuổi, nhưng vẫn không đi. Mày, con đĩ, tao đánh chết mày. Bị tôi nói, Hoài Lan tức tối vùng tay muốn đánh, nhưng bị tôi ngăn cản. Tát cho hai cái. Hai cái tát này của tôi đã dùng hết sức, đôi mắt cũng trở nên đỏ âu. Tôi có thể bỏ qua cho cô vì cô hãm hại tôi, tung tin đồn thất thiệt về tôi. Nhưng việc cô động đến con trai tôi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, cô nghe rõ chưa? Mày... Hai cái tát này, một cái là cho con trai tôi, một cái là cho anh ấy. Còn những ân oán kia, tôi hẹn gặp cô tại tòa. Nhất định tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho tất cả những gì mà cô đã làm ra. Cứ thế tôi nhìn Hoài Lan bằng đôi mắt lạnh lùng, không có nhiệt độ
len lỏi sự tức tối. Về phía cô ta, có lẽ cô ta nghĩ tôi chỉ là một người dám nói nhưng không dám làm, nên vẫn không ngừng thách thức. Mày tưởng tao sợ mấy lời đe dọa của mày chắc? Mày đừng có tưởng, mày có anh Duy chống lưng cho mày thì mày ngon, mày có thể hên hoang không sợ trời không sợ đất. Mày quên bố mẹ tao là ai sao? Mày quên ông ngoại tao là ai sao? Mày quên họ Lê Thành coi tao là cái gì sao? Muốn đẩy tao vào tù, mày nằm mơ đi. Nói xong những lời đó, cô ta quay sang nhìn Duy, uất ức trong tiếng nấc. Anh biết em yêu anh từ rất lâu, nhưng anh vẫn cố tình chà đạp em, vùi dập em vì người khác. Anh không thấy mình quá tuyệt tình hay sao? Đúng là em đã động tay động chân với cô ta, nhưng vì cô ta dám cướp anh từ em, cô ta đáng bị như thế. Anh Duy, em sẽ không bao giờ buông tay. Đám cưới này em sẽ khiến cho anh không muốn làm cũng nhất định phải làm. Em sẽ chống mắt lên xem anh cần cô ta hay anh cần Angie. Cút ra ngoài. Anh đừng quên, Angie không những là công sức của ông nội, mà còn có rất nhiều công sức của mẹ anh dùng vào đó. Mẹ anh vì anh mà chết trên bàn đẻ, anh lại vì một con đàn bà bẩn thỉu mà vứt đi tất cả. Anh đừng quên, Angie không những là công sức của ông nội, mà còn có rất nhiều công sức của mẹ anh. Mẹ anh vì anh mà chết trên bàn đẻ, anh lại vì một con đàn bà bẩn thỉu mà vứt hết đi. Anh đừng có biến mình trở thành kẻ bất hiếu. Đối diện với những lời nói của Hoài Lan, Duy lập tức nổi điên, hành động giống như muốn bóp chết cô ta ngay tại chỗ. Nhìn một cảnh đó, tôi sợ anh sẽ làm điều gì đó điên rồ. Tôi vội bước tới nói, anh đừng để cho cô ta làm ảnh hưởng, anh đừng để cô ta có cớ bắt thóp anh. Anh tỉnh lại đi Duy. Sau khi lời nói vừa dứt, quả nhiên hành động của anh cũng đã dừng lại. Anh hơi cúi đầu, khí tức hắc ám và hung dữ cũng đã lắng xuống. Tôi liếc anh một cái, chờ đến khi Hoài Lan ra đi an toàn. Đến khi trong phòng chỉ còn có tôi với anh, bây giờ tôi mới nhìn anh hỏi, anh đã bình tĩnh chưa? Chúng ta nói chuyện với nhau có được không? Em muốn biết điều gì? Anh có nhất thiết phải để cho em kể ra chi tiết cho anh nghe mọi suy nghĩ hay không? Anh cũng biết là em muốn biết cái gì rồi kia mà. Vẻ mặt của tôi rất tốt, nhưng thực ra tôi lại rất lo lắng. Không ngờ Diêm Vương sống trong truyền thuyết khiến cả thủ đô đổi màu không trụ nổi một giây, bây giờ lại chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tôi, từ từ ngẩng đầu lên thì thầm. Tôi cũng đang tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với em. Anh nghi ngờ từ bao giờ? Từ lúc em đến nhà anh, hay là từ lúc chúng ta sang Mỹ, hay là lúc tôi hiến máu cho con? Vậy lúc gặp em đến làm giúp việc cho anh, anh đã nhận ra em chính là người đem đó chưa? Tôi không nhận ra em. Vì sao? Em thay đổi quá nhiều hay là em không đáng để anh để trong đầu? Thời gian gặp em, tôi cũng bị đối tác chơi xấu hạ thuốc, vì thế đầu óc cũng giống như em, mụ mị không biết gì cả. Đến sáng hôm sau tôi mới nhận được tin ông nội tôi đột quỵ nguy kịch. Tôi lo lắng nên rời đi luôn, không kịp nhìn xem người ngủ với mình là ai. Thảo nào lúc em tỉnh dậy không nhìn thấy người kia đâu. Tôi có để lại một tấm danh thiếp, nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy đối phương gọi. Anh có để lại danh thiếp, nhưng em không nhìn thấy, anh để ở đâu? Tôi để ở trên táp đầu giường. Vậy chắc là em không để ý. Tôi nghe nói vậy. Duy kể tiếp. Ông nội là người thân nhất của tôi, nên ông bị đột quỵ tôi cũng không có thời gian nghĩ về việc tình một đêm. Sau một tháng khi ông mất, tôi bảo trợ lý Vĩnh đi điều tra người giúp mình để có thể đàm phán giải quyết êm đẹp, vì đó là sự cố không ai muốn. Nhưng mà khách sạn đó đã đổi chủ, những phần camera trước đều đã mất hết, nên không thể tìm được người qua đêm với tôi. Vậy anh với Mai? Cô ta bằng tuổi tôi, là bạn học với tôi ở trường đại học, cũng là người giúp tôi chăm sóc ông suốt thời gian ông ốm, là người động viên tôi khi ông qua đời, cho nên quá trình tiếp xúc tôi đã cảm động. Sau này khi tai nạn xảy ra, não bộ tôi bị tổn hại, nên có một số việc trong quá khứ đã bị tôi quên đi. Thì ra là như thế. Tôi lẩm bẩm, mất một lúc mới lại nói với anh bằng một chất giọng thì thầm. Vậy anh có phải là người thanh niên năm đó đã cứu em không? Anh là người đã cứu em lúc em tự tử, là người đã đưa đến bệnh viện vào đêm địa ngục đó. Duy, có phải người đó chính là anh hay không? Bao nhiêu năm trôi qua,
hình ảnh người thanh niên ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi không dưới 5 lần. Thế nhưng thứ tôi có thể nhìn rõ được chỉ có đôi mắt ấy, đôi mắt sắc lạnh và vô cảm. Còn khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói, tất cả đều trở nên mơ hồ. Có những lúc tôi nghi ngờ là Duy, bởi vì tôi phát giác ra anh có điểm giống. Tuy nhiên đến chính tôi cũng không thể chắc chắn được, vì vậy chỉ có thể tự mình giấu nó trong lòng. Bây giờ khi liều lĩnh hỏi anh, thì nhìn thấy biểu cảm của anh, tôi cuối cùng cũng nhận ra những thắc mắc trong lòng mình sau hơn 10 năm, bây giờ đã có lời giải đáp. Thì ra anh không chỉ là bố ruột của con trai tôi, mà anh còn là ân nhân cứu mạng tôi. Anh cứu tôi tới 2 lần, thoát khỏi cánh cửa của tử thần. Cứu tôi khỏi bị vấy bẩn bởi những thứ nhơ nhớp của những kẻ khốn nạn đồi bại. Nghĩ tới đó tôi muốn mở miệng nói thêm với anh, nhưng cuối cùng bản thân lại chẳng nói được gì cả. Tôi chỉ biết khóc nức. Duy nhìn tôi, kéo tôi ôm chặt lấy, để mặc tôi lau nước mắt nước mũi vào chiếc áo đắt tiền của anh. Anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Xin lỗi đã không tìm ra em. Xin lỗi vì đã quên đi em, để cho mẹ con em phải chịu khổ ngần ấy năm. Diệp, tôi thật sự xin lỗi. Suy nghĩ thất thần, tôi chưa kịp nói gì thì Duy đã cúi đầu hôn tôi mạnh mẽ, hôn như muốn nghiền nát đôi môi tôi. Vòng tay siết chặt lấy tôi như muốn khảm tôi hòa vào anh. Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi tôi cảm tưởng mình không thể nào đứng vững được nữa. Cuối cùng anh cũng buông tay, nhưng đôi mắt vẫn rất gần với tôi, hơi thở vấn vít bên cổ tôi. Anh hôn lên trán, lên vành tai, lên gò má, vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của tôi. Giọng cất lên mang theo một chút run rẩy. Anh nói với tôi, mấy năm qua một mình em chăm con đã đủ mệt mỏi, từ bây giờ hãy để tôi gánh vác trọng trách ấy. Em với con chỉ cần dựa vào tôi. Về nước mắt ẩm ướt thấp xuống khóe miệng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi anh nóng bỏng, từng chút một làm tan chảy tảng băng lạnh giá ở trong tim tôi. Im lặng ngồi ở đó. Anh không sợ lời đe dọa của cô ta sao? Nếu như anh không kết hôn, bọn họ nhất định sẽ không để yên cho anh. Yên tâm, tôi sẽ không để cho ai đe dọa được tôi đâu. Còn việc kết hôn chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì tôi chỉ kết hôn với mẹ của con trai tôi, kết hôn với người tôi yêu. Ý anh là... Đúng, tôi yêu em, nên tôi muốn những điều tốt nhất đến với em. Hai từ yêu em vang lên, truyền vào tai tôi chẳng khác gì một tiếng sấm nổ ầm giữa ban ngày. Nó khiến cho khuôn mặt tôi tái nhợt. Duy nhìn thấy điều ấy, anh không hề thay đổi biểu cảm. Anh hỏi tôi, em đang thắc mắc vì sao tôi lại yêu em đúng không? Diệp, yêu là cảm xúc của con người. Tôi yêu em từ lúc nào đến chính tôi cũng không biết. Có lẽ là khi em kiên nhẫn hỏi tôi muốn ăn gì, em kiên nhẫn xoa bóp cái chân tưởng chừng như bị liệt của tôi, hoặc là khi em để tôi dựa vào em lúc tôi cô đơn nhất. Duy, em nói đúng, chúng ta đã từng gặp nhau. Không phải là khi em đến nhà tôi làm giúp việc, mà là hơn 10 năm trước đây. Khi ấy em vẫn chỉ là một cô nữ sinh cấp 3, bị người cô của mình đánh đập và hành hạ tới mức chỉ muốn tìm tới cái chết. Thực sự là anh sao? Có phải là anh không? Đúng không? Thật may mắn em vẫn nhớ tới tôi. Nước mắt lăn dài, tôi cắn môi dưới mạnh tới mức bật cả máu. Mùi tanh ngòm sực lên phả vào cánh mũi nhưng chẳng thấy đâu. Duy ép tôi nhả miệng, từng ngón tay miết nhẹ lên vết dấu răng, ngữ điệu trầm xuống. Đừng tự làm tổn thương mình. Nói xong, ánh mắt của anh càng lúc càng xa sầm. Anh đưa tay đỡ lấy ót tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đối diện với anh, giọng nói cất lên vô cùng trầm thấp. Diệp, quá khứ đã qua, hãy cứ để cho nó trôi qua đi. Bây giờ em là người tôi yêu, là mẹ của con trai tôi. Chúng ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau, có được không? Nhưng em không cần phải nói gì cả, cũng đừng nghĩ tới những chuyện tiêu cực. Ai chẳng có một lần quá khứ đau thương. Tôi không ngại, em cũng không cần tự ti. Em có năng lực, em có sự phấn đấu, em chắc chắn sẽ thành công. Đấy là những gì mà em xứng đáng được nhận. Nói xong với tôi những lời đó, Duy cũng buông tay xuống. Anh thở dài châm cho mình một điếu thuốc. Rất nhanh xung quanh tôi chẳng mấy chốc đã sực lên mùi rất nồng.
bầu không khí tĩnh lặng tới mức có thể cảm nhận được cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Đồng hồ trên vách tường từng nhịp trôi qua, hút hết một điếu thuốc, anh cũng lấy lại được tinh thần vốn có. Quay sang tôi, anh nhẹ nhàng bảo, về thôi, về nhà với con trai, tôi rất nhớ thằng bé. Tôi đờ đẫn một lúc, không hé răng một câu, cũng không tỏ thái độ, cứ như vậy để cho anh kéo tay tôi đi xuống dưới. Tay của anh rất ấm, từng khớp xương đều rất mạnh mẽ, so với 10 năm trước thì đã trở nên cứng rắn hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ mơ hồ, thậm chí còn nghĩ có khi nào đây là ảo ảnh. Như rồi khi thấy anh ôm con trai tôi nhấc lên cao, cả hai người cùng nhau xoay một vòng, cười nói đầy vui vẻ, tôi cuối cùng cũng nhận ra tất cả đều rất chân thật. À mẹ, bố Duy mua cho con một người máy Transformer nè. Chỉ là liệu ông trời có để cho chúng tôi có những giây phút bình yên và vui vẻ này kéo dài được mãi mãi. Trước đó con trai tôi đã gọi bố là Duy, nên đối với việc đột nhiên anh trở thành bố ruột, thằng bé cũng không cảm thấy bỡ ngỡ. Ngược lại nó còn trở nên quấn bố hơn, gần như lúc nào cũng dính lấy anh như Sam. Còn về dì Tăng, dì ấy cũng khá sốc trước sự thật ấy, nên lúc cùng nhau sắp mâm cơm trong bếp cũng không nhìn được mà hỏi tôi. Cô với cậu Duy, hai người thực sự... Minh Đức là cậu chủ nhỏ sao? Cháu cũng không biết phải giải thích với dì thế nào, nhưng mà đúng là anh ấy là bố ruột của thằng bé. Bọn cháu trong quá khứ đã từng lướt qua nhau, cho nên... Nếu đã gặp nhau, sao cậu ấy lại không nhớ tới cô chứ? Anh ấy bảo vụ tai nạn năm ấy đã khiến cho não bị tổn thương, một phần ký ức đã mất đi, và phần ký ức ấy lại vô tình là cháu. Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến rồi trái tim tôi lại vô thức nhói lên. Tôi nhìn dì Tăng khó khăn lắm mới có thể đề cập tới. Dì Tăng, dì có thể kể cho cháu nghe vụ tai nạn của anh ấy được không? Năm đó, anh ấy đã gặp phải chuyện gì thế? Cậu ấy vẫn chưa kể cho cô sao? Dạ chưa, có lẽ đó là ký ức tồi tệ của anh ấy nên anh ấy không muốn nhắc tới. Đúng, đó là một ký ức rất tồi tệ. Dì Tăng đôi mắt mang mát buồn, nhìn về khoảng không một cách vô định, rồi thở dài. Bà chủ sau khi sinh cậu Duy thì mất ngay trên bàn đẻ vì bị băng huyết. Ông chủ lại không thích cậu ấy, vì thế người duy nhất nuôi nấng và yêu thương cậu ấy là ông cụ Văn, tức là ông nội. Cậu Duy là một đứa bé rất thông minh, 3 tuổi đã học tiểu học, 15 tuổi sang Mỹ du học. Thầy bảo có 2 bằng thạc sĩ, 1 bằng tiến sĩ. Cậu ấy cũng là cháu đích tôn và cũng là người được ông cụ Văn chấm là người thừa kế của tập đoàn. Thế nhưng, nội tộc nhà họ Lê không đoàn kết, dẫn đến việc cậu ấy bị những người cô, người chú, người anh em khác ghét bỏ. Họ luôn muốn đạp cậu ấy xuống, muốn loại bỏ cậu ấy, bởi vì sợ một ngày cậu ấy sẽ loại bỏ hết bọn họ. Năm cậu ấy 27 tuổi, ông cụ Văn qua đời, và năm 30 tuổi, bi kịch cuối cùng cũng kéo tới. Ngày hôm đó là sinh nhật của người yêu cậu ấy. Cậu ấy vốn muốn cùng với cô ta đi đón một buổi tiệc sinh nhật lãng mạn, nhưng không ngờ cô ta lại nhất quyết một hai đòi cậu ấy đưa đi đua xe để lấy phần thưởng đặc biệt làm quà sinh nhật. Người phụ nữ này cậu ấy đã yêu rất lâu, yêu gần 3 năm, yêu thật lòng nên cậu ấy không muốn làm cho cô ta buồn. Nhưng kết quả, chiếc xe đua đã bị người khác động tay động chân vào phanh xe, khiến cậu ấy gặp tai nạn, bị thương rất nặng, thậm chí còn tưởng là mất mạng. Cô gái đó, dì có biết là ai không? Đó là cô Mai, cũng là mẹ kế của cậu ấy bây giờ. Vậy là cô ta đã động tay động chân vào chiếc xe đó đúng không? Không có bằng chứng nên không thể kết luận. Tuy nhiên khi cậu Duy gặp tai nạn và phải nằm hôn mê mất 6 tháng, cô ta đã ngã vào lòng ông chủ, tức là bố của cậu ấy. Cô bảo loại bạc tình như cô ta làm sao có thể khiến cho người khác không nghi ngờ được đúng chứ? Nhưng mà nhà họ Lê có biết Mai là người yêu của Duy không gì? Chẳng lẽ bố anh ấy biết chuyện nhưng vẫn cố tình cướp sao? Cái này tôi cũng không rõ. Mỗi người trong nhà đó đều là những người thâm sâu. Bảo mẫu quanh năm chỉ biết dọn dẹp nhà cửa như tôi, không có khả năng phán đoán chính xác. Vâng.
Tôi gật đầu sau đó lại hỏi. Vậy anh Duy, anh ấy hôn mê tận nửa năm sao vậy? Năm ấy có ai đến thăm anh ấy không? Có ai lo lắng cho anh ấy không? Người bên cạnh cậu ấy nhiều nhất là tôi và lão Lý, sau đó là cậu Nam, rồi cậu Kiên cũng thi thoảng đến thăm. Còn lại không có một ai cả. Kể cả bà nội của anh ấy sao? Ừ, lúc biết cậu ấy bị tai nạn, bà cụ chỉ đến thăm có một lần duy nhất, sau đó thì mặc kệ, cũng chẳng đến nữa. Có lẽ hầu nghĩ cậu ấy không thể vượt qua được kiếp nạn này, cho nên cũng không kỳ vọng gì cả. Nhưng thật may, sau 6 tháng, ông trời cũng để cho cậu ấy tỉnh lại. Anh ấy là một người tốt, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi người tốt. Lúc cậu ấy tỉnh lại thì bác sĩ thông báo hai chân cậu ấy bị liệt, không thể đi lại. Rồi biết việc người yêu lấy bố mình, rồi việc Angie bị xâu xé, tất cả kéo đến một lúc khiến tâm lý cậu ấy bị ảnh hưởng, dẫn đến trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói chuyện với ai và gặp ai cả. Cho nên mọi người mới chuyển về ở căn biệt thự này, tách biệt với mọi người nhà họ Lê. Cũng vì thế anh ấy mới không thích trở về nhà chính tham gia những buổi tiệc, không thích tiếp xúc và nghe lời bố và bà nội. Đến tôi còn không thể tha cho họ, thì sao cậu ấy có thể tha thứ chứ? Hơn 3 năm, cậu ấy lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, gần như không đi ra ngoài. Ăn uống cũng thất thường. Tôi thậm chí còn nghĩ cậu ấy lâu ngày bệnh nặng sẽ nghỉ quẩn. Không ngờ khi cô đến, cô lại khiến cho cậu ấy thay đổi. Đã vậy còn sinh cho cậu ấy một cậu con trai. Nói tới đây, dì Tăng rơm rớm nước mắt cầm lấy tay tôi, nói trong tiếng nấc. Cô Diệp, trước kia tôi có gì không phải, tôi mong cô bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ cầu xin cô một điều thôi, là cô hãy yêu thương và ở bên cạnh cậu Duy mãi mãi có được không? Cậu ấy đã khổ từ nhỏ, không biết hạnh phúc gia đình là cái gì. Bây giờ cô với cậu Minh Đức là người cậu ấy yêu thương trân trọng nhất. Ba người nhất định phải hạnh phúc bên nhau, nhất định đừng bao giờ tách nhau ra nha cô. Dì cứ yên tâm, cháu yêu anh ấy, Minh Đức cũng yêu anh ấy. Bọn cháu sẽ mãi mãi bên nhau, cả dì và chú Lý cũng vậy, đừng bỏ lại bọn cháu. Không đâu, không đâu, chúng tôi còn mong cô cậu sinh thêm vài bé, như vậy mới vui nhà vui cửa chứ. Hiểu thêm về quá khứ của anh hơn một chút, mặc dù bây giờ nó đã trôi qua, nhưng mà tôi vẫn không thể tỏ ra bình thường. Cho nên cả đêm ấy tôi gần như không thể ngủ, hết massage chân cho anh, tôi lại ngã người vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Sau đó nói thì tầm với anh. Anh có thấy hạnh phúc không? Có thấy thích cuộc sống như thế này không? Di hôn nhẹ lên mái tóc tôi. Anh gật đầu bảo. Rất thích. Đây không phải là mơ đâu. Đây là sự thật đấy. Sự thật Minh Đức là con của anh. Sự thật là em cũng rất yêu anh. Vậy em có thay đổi không? Giả sử như sau này, nếu tôi không còn gì, em có còn yêu tôi nữa hay không? Không thay đổi. Tôi tách ra khỏi vòng tay của anh. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt anh, nghiêm nghị nói. Duy, em yêu anh không phải anh là chủ tịch của Angie, không phải vì anh là người của gia tộc Lê Thành, càng không phải vì tài sản kết xù mà anh đang đứng tên. Em yêu anh vì anh là bố của con em, là người đàn ông đầu tiên của em, là người đã tiếp cho em sức mạnh để em vượt qua tự ti mặc cảm. Nếu phải nói là sợ thì em mới là người sợ bị anh bỏ rơi mới đúng. Tôi sẽ không bao giờ để cho mẹ con em phải chịu khổ nữa. Được, em tin anh. Tôi mỉm cười với Duy, gật đầu một cái chắc nịch. Mình Đức ngủ bên cạnh anh, không biết có phải do chúng tôi nói chuyện to quá hay không, hay là thằng bé tỉnh giấc giữa đêm mà nó bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt mơ màng nhìn anh nói. Bố ơi, bố sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con có phải không? Bố sẽ không bao giờ đi đâu khác, phải không? Ngữ điệu của thằng bé gần như đang cầu xin anh. Duy ôm chặt lấy tôi và con, cúi đầu nhìn con đầy dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán con, anh hứa. Ừ, bố sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con, sẽ không đi đâu cả. Vậy từ mai con có thể khoe với các bạn, bố là bố của con rồi có đúng không ạ? Con không phải không có bố, con không phải là con hoang, ngược lại... Bố của con là một người rất tài giỏi. Vậy ngày mai bố sẽ tặng cho mỗi bạn trong lớp một món quà
để con giới thiệu với tất cả bố là bố của con được không? Dạ. Minh Đức cười khì khì, chen người vào giữa tôi và Duy. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn con trai với anh, khóe miệng cũng kéo lên một đường cong, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cũng chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ mong ông trời có thể nghe được lời cầu nguyện của chúng tôi, để chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi. Ngày hôm sau khi tôi đến công ty, vị trí của Hoài Lan đã được thay bằng người mới. Người này tính cách rất nghiêm khắc và công bằng không khác gì chị Dung. Về phần cô ta, tôi cũng không rõ là Duy có làm gì hay không, bởi vì tôi không nghe thấy một lời bàn tán nào cả. Tự như việc cô ta biến mất là một điều vô cùng hiển nhiên. Không có người châm ngòi lửa, cuộc sống của tôi đương nhiên cũng dễ thở hơn, không bị ai làm phiền. Ba ngày tôi sẽ làm việc ở công ty, khoảng thời gian rảnh thì tranh thủ học, để cuối tháng 6 tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó là học những kiến thức chuyên sâu mà Duy đã dạy. Về sau này đổ vào trường đại học cũng có sẵn nền tảng để phấn đấu hơn. Nói chung tôi gần như không có thời gian để chăm con. Nhưng thật may mắn con trai hiểu được mẹ nên vô cùng ngoan ngoãn, không mè nheo lấy tôi. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, đến đầu tháng 5 thì tôi lại nhận được cuộc gọi của Quốc. Lần này cậu ấy thực sự đã về nước, hẹn tôi ở một nhà hàng năm sau ở quận Ba Đình. Đã vậy còn bảo sẽ mang cho tôi một món quà rất lớn. Khi tôi đến nhà hàng, người phục vụ dẫn tôi đến phòng mà Quốc đã gửi địa chỉ cho từ trước. Và khoảnh khắc khi mở cửa ra, tôi đã lập tức nghe thấy một giọng nói rất hiền lành, ấm áp. Một giọng nói nó đã in hằn trong tâm trí tôi trong những năm tháng tuổi thanh xuân rực rỡ. Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu được bất ngờ mà Quốc nhắc đến trong tin nhắn. Thực ra tôi đã đưa ra nhiều suy đoán khác nhau về sự tái hợp của chúng tôi sau 10 năm. Khi cả hai đều đã thay đổi, có thể là xấu hổ hoặc có chút phấn khích. Nhưng tôi không thể ngờ rằng cuộc hội ngộ này lại có người thứ ba, và kỳ này kỳ thực là giáo viên trung học của tôi. Cái lúc nhận được cái ôm ấm áp từ thầy, tôi có chút choáng váng. Quốc thì mỉm cười nhìn tôi. Bây giờ cậu ấy đã trưởng thành hơn trước, không còn sự ngượng ngùng giống như hồi bé. Và chính lúc ấy tôi đã nhận ra sự lo lắng trước đây của tôi không cần thiết. Bởi vì chúng tôi dù đã thay đổi một chút, nhưng cảm giác ở bên nhau vẫn quen thuộc như thế. Nếu thế giới từng gửi gắm tình yêu thương đến với tôi, thì sau Duy, hai người đàn ông trước mặt cũng khiến tôi thực sự cảm nhận được lòng tốt đó. Tôi nghẹn ngào nhìn thầy giáo, tôi mỉm cười bảo: "Thầy Tiêu, đã lâu không gặp. Quốc không hề nói với em là thầy sẽ đến, cho nên em không chuẩn bị được quà gặp mặt nào cả." Quà cáp cái gì, trùng phùng nhau giữa thành phố lớn thế này là một món quà rất to rồi đấy. Thầy Tiêu là thầy giáo chủ nhiệm tôi những năm tôi vào lớp 10. Ngày đó khi biết được hoàn cảnh của tôi, thầy đã vô cùng thương xót nên quan tâm tôi đặc biệt hơn so với những bạn khác. Thầy kèm tôi học, phụ tôi cho tôi rất nhiều sách vở. Thậm chí khi dì không cho tôi tiền đóng học thì thầy đã bỏ ra đóng cho tôi. Lúc tôi không đi thi tốt nghiệp, tôi nghe mọi người nói thầy đã chạy đôn chạy đáo để tìm tôi, nhưng bị bà cô của tôi cho người đánh một trận, phải nhập viện ở trên thành phố. Sau đó vì quá sợ thầy bị làm sao, nên gia đình thầy đã xin chuyển công tác. Tôi có muốn tìm cũng không thể. Nghe tôi nói như thế, Quốc mỉm cười bảo: "Lâu lắm mới gặp lại, hôm nay phải ngồi hàn huyên thật lâu." "Dịp, chị cũng vậy nha, không say không về nhé." "Nhưng tôi cũng không uống được nhiều đâu." Tôi đáp lại Quốc. Sau khi nâng ly đầu tiên, thầy Tiêu bèn hỏi tôi: "Dì bây giờ làm ở đâu rồi?" "Dạ em làm ở NG thầy ạ." "À, NG? Tập đoàn NG là một tập đoàn lớn về công nghệ, tôi có nghe nhầm không?" "Dạ vâng." "Giỏi lắm, thực sự rất giỏi. Là một giáo viên, em có biết điều hạnh phúc nhất của chúng tôi là gì không? Đó là nhìn thấy học sinh của mình đạt được những thành tích xuất sắc và có công việc ổn định." Thầy Tiêu có chút say, bắt đầu thở dài: "Ngày đó khi em gặp chuyện, tôi còn tưởng là em sẽ không thể vượt qua. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy rất vui, tôi rất mừng." "Học trò nhỏ, em giỏi lắm." "Em rất giỏi, em đã khiến cho thầy và Quốc phải bất ngờ rất nhiều đấy." Nói tới đây thầy Tiêu quay sang Quốc, gật gù bảo: "Còn em nữa Quốc,
Tuy thầy không dạy em, nhưng nhìn em thành đạt như thế thầy rất vui. Nhớ phải bảo vệ cho cô bé thật tốt, hiểu chưa? Thầy yên tâm, em nhất định sẽ không để cho Diệp phải trải qua những khó khăn giống như trước đây. Em sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, thực hiện những lời hứa mà bọn em từng hứa với nhau. Tốt, rất tốt. Ở thủ đô này hai đứa bảo vệ lẫn nhau, nên yêu thương nhau, cố gắng vì nhau. Bữa tiệc rượu kéo dài tới tận 11 giờ. Quốc đặt cho thầy Tiêu một phòng ở khách sạn, còn bản thân cũng ngỏ lời đưa tôi về nhà. Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt. Tôi là người phá vỡ sự im lặng, tôi hỏi: tiếp theo cậu có dự định gì không? Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Cậu đã về quê chưa? Mẹ của cậu... Về rồi, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Bà ấy cũng đã mất ở trong tù. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm tôi nghe tin về cô của mình. Cổ họng có chút nghẹn lại. Thế cậu có giận tôi không? Vì tôi cho nên mẹ cậu mới như thế. Không, tôi làm sao có thể giận em. Nếu không phải vì bà ấy, em cũng không đến nỗi như thế này. Tôi không sao, tôi ổn lắm, tôi rất ổn, cậu đừng lo. Bây giờ em sống ở đâu, em cho tôi địa chỉ được không? Để làm gì? Để những lúc rảnh tôi sẽ đến nấu cho em những bữa cơm tuổi thơ của chúng ta, sau đó sẽ đưa em tới những nơi chúng ta đã từng ước trong nhật ký. Mấy cây đó cậu vẫn nhớ sao? Nhớ chứ, hơn 10 năm bên nước ngoài tôi chưa bao giờ quên mọi thứ liên quan tới em. Trong lòng tôi chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, chính là tôi phải học và phải làm việc thật tốt, phải có chỗ đứng. Như vậy tôi mới có thể bảo vệ cho em. Cảm ơn cậu. Hốc mắt bỗng dưng cay cay, tôi nhìn Quốc mỉm cười rất nhẹ. Nhưng cậu không cần phải tốn sức vì tôi như thế. 10 năm đã trôi qua, Nên nhìn về phía trước. Đừng dừng lại ở tôi, bởi vì tôi đã có gia đình, đã có con trai. Câu nói này của tôi làm cho sắc mặt của Quốc gần như cứng lại, những ngón tay cùng siết đến trắng bệch. Ừ một tiếng rất nặng, sau đó hỏi tôi: anh ấy có tốt với em không? Tốt lắm. Thế em thì sao? Em thấy có tốt không? Rất tốt. Vô cùng tốt. Trở về phía cổng đô thị, tôi chào Quốc đi về phía chiếc xe chú Lý. Lúc ngồi vào, không ngờ lại phát hiện trong túi mình xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp ấy là một chiếc vòng cổ tinh xảo, có mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ: điều ước đầu tiên, năm 8 tuổi. Khoảnh khắc đọc được những dòng chữ ấy, tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt, trong người dâng lên những cảm xúc mãnh liệt, không khỏi bật khóc. Về đến nhà, tôi chỉ muốn tắm thật lâu nước nóng để gột rửa cảm giác mệt mỏi không thể giải thích. Ai ngờ khi mở cửa lại thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Còn Duy thì lặng lẽ đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ. Đá trồng cốc của anh đã gần tan hết, dường như anh đã đứng đây rất lâu. Tôi có chút ngẩn người, chậm rãi bước tới, tôi hỏi: sao anh vẫn chưa ngủ? Trời đã muộn rồi mà. Vừa xử lý xong một chút văn kiện nên có hơi đau đầu. Duy đi tới nắm lấy tay tôi, cùng ngồi lên chiếc sofa. Còn em, hôm nay công việc bận lắm sao? Hay phải tăng ca sao? Không, hôm nay em đi ăn tối với thầy giáo dạy em hồi cấp 3 và một người bạn. Vậy sao? Duy nhấp một ngụm rượu trong tay. Tôi nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh, cẩn thận hỏi: tình hình tập đoàn hiện tại đã ổn chưa? Không sao, bọn người nhàn rỗi đó năm nào cũng phải tìm cách quấy đảo để cuộc sống thêm phần sắc màu. Mấy cái này tôi cũng đã sớm quen. Vậy người nhà anh định thế nào? Nếu họ vẫn bắt anh phải kết hôn với Hoài Lan, anh phải làm sao? Làm sao thì làm sao? Thì anh phải kết hôn, nếu không họ sẽ làm điều tồi tệ hơn thì thế nào? Tôi sẽ không kết hôn. Việc tôi quyết tâm giữ Angie không phải là do tôi cần danh vọng, mà đó là tâm huyết của ông nội và ông ngoại tôi. Còn có một phần tài sản của mẹ tôi, tôi không cho phép nó rơi vào tay người khác. Em hiểu chưa? Em hiểu. Tôi gật đầu, đôi mắt nâng lên nhìn Duy lúc này đã đỏ âu. Ông nội có mấy người con, tất cả đều chăm chăm muốn hại anh,
chỉ vì anh đang giữ cổ phần nhiều nhất. Họ đã từng muốn giết chết anh, thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tôi không đủ tài giỏi để giúp được anh. Nhưng tôi nghĩ, việc mình cần nhất lúc này là không để cho bản thân và con trai trở thành gánh nặng của anh. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể yên tâm, gạt bỏ hết những râu ria ra khỏi tập đoàn. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của anh đập rất mạnh. Tôi nói tiếp. Anh sẽ làm được thôi. Duy, chỉ có anh mới xứng đáng là người đứng đầu của Angie. Chỉ có anh thôi. Đợi tôi thêm một thời gian nữa. Phía chú Hai vẫn còn con ác chủ bài chưa tung ra, cho nên tôi không thể manh động. Không phải là anh đã điều Kiên sang chi nhánh ở Đức rồi sao? Với cả Kiên dường như cũng không phải là người thích đấu đá, ghét bỏ anh. Không phải cậu ta, mà là người khác. Người khác? Ý anh là em trai của Kiên? Em trai cùng bố khác mẹ. Người này so với Kiên tàn nhẫn và toan tính hơn rất nhiều. Mấy dự án lớn trước đây của Angie đều do cậu ta lấy được. Phía hội đồng quản trị rất hài lòng. Nhiều người cũng đã chấp nhận bán cổ phần cho cậu ta, đứng về phía cậu ta. Có phải bố anh với bà nội anh không chấp nhận đứa con ngoài giá thú này, cho nên mới muốn anh lấy Hoài Lan để củng cố vị trí của mình, đúng không? Họ muốn loại bỏ con của chú Hai anh trước, sau đó mới tính toán tiếp. Đúng. Vậy tôi nhìn Duy, cảm giác lo lắng càng lúc càng dâng cao. Còn anh chỉ mỉm cười rất nhẹ. Anh hôn lên trán tôi, thủ thỉ thật nhỏ, anh bảo. Đừng quá lo, mọi chuyện nhất định sẽ giải quyết được thôi. Bây giờ chỉ cần tìm được chứng cứ phạm tội của chú Hai tôi, như vậy mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng mà sẽ rất khó, có đúng không? Chúng ta không biết được họ cất giấu ở đâu. Trước mắt là thế, nhưng sau đây có khi không như thế nữa. Yên tâm, tôi sẽ làm được. Em chỉ cần dựa vào tôi thôi. Nghe anh nói như thế, tôi không biết phải nói sao. Tôi tựa vào vai anh, yên lặng ở bên cạnh anh, nhìn bộ phim truyền hình đầy tình cảm đang chiếu trước màn ảnh lớn. Chúng tôi ngồi với nhau đến nửa đêm mới trở về phòng. Bao nhiêu muộn phiền cả hai cũng đều cố gắng gạt hết sang một bên để tận tâm với công việc. Anh bận rộn với chuyến công tác dài ngày, tôi vẫn đi làm và đi học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Chỉ là mọi thứ yên bình cũng chỉ kéo dài được hơn một tuần thì cơn bão chính thức cũng đã kéo đến. Tôi vẫn nhớ đó là vào một ngày khi tôi đang đứng pha cà phê thì đột nhiên Quốc lại xuất hiện ở phía sau, mỉm cười nói với tôi. Không cho đường vào thì sẽ đắng lắm đó. Tôi nhớ em không chịu được đắng. Tôi giật mình. Sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Sao thế? Tôi xuất hiện ở đây làm cho em ngạc nhiên sao? Một chút. Thế cậu cũng vào làm ở NG sao? Cậu làm bộ phận nào thế? Sinh viên thực tập ở phòng nghiên cứu. Cậu đùa tôi sao? Cậu tốt nghiệp tiến sĩ. Tại sao lại làm thực tập sinh? Trước câu hỏi của tôi, Quốc chỉ cười nhẹ, sau đó cầm lấy cốc cà phê trong tay tôi, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó mới lại hỏi tiếp. Tối nay em rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn. Coi như là một dịp chúc mừng chúng ta làm một chỗ. Hôm nay không được, tôi có chút việc bận. Đi với anh ta sao? Khó khăn lắm anh ấy mới thu xếp được, cho nên tôi không muốn bỏ lỡ. Nghe có vẻ em rất tin tưởng người đó. Vậy khi nào định để cho tôi gặp anh ta đây? Cậu gặp anh ấy để làm gì? Thì tôi cũng phải xem. Người cướp được trái tim của chị tôi là người như thế nào chứ? Nếu anh ta là người tốt, tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho cả hai. Còn nếu không thì... Anh ấy rất tốt, không phải là hạng người như cậu nghĩ đâu. Tóm lại là tôi vẫn cần phải gặp xem anh ta thế nào. Vậy để hôm nào tôi ngỏ ý với anh ấy, xong tôi sẽ báo cho cậu nhé. Được. Theo như dự tính thì hôm nay Duy sẽ kết thúc chuyến công tác, trở về Hà Nội. Anh xuống máy bay lúc 7 rưỡi, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn và trở về nhà lúc 10 giờ. Có điều tôi ngồi đợi đến 8 giờ thì lại nhận được tin anh có chuyện gấp, cần phải giải quyết. Thành ra một bữa ăn thịnh soạn mà tôi cố gắng chuẩn bị lúc này, chỉ có một mình thưởng thức. Hỏi tôi có buồn không thì tất nhiên có. Tuy nhiên tôi hiểu được Duy có gánh nặng của anh, vì thế cũng không có oán trách
hay giận dỗi anh. Ngược lại tôi vẫn rất vui vẻ. Thu dọn đồ ăn bỏ vào hộp để mang về biệt thự. Chờ đến đêm anh quay lại thì hâm nóng để ăn. Thu dọn xong, nhìn đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Tôi cũng khóa cửa rồi rời khỏi nhà. Lúc vào đến tàng máy, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Sau đó phía bên kia truyền đến một giọng nói đượm vẻ buồn bã, trầm thấp. Là điện thoại của cô An Diệp sao? Ông là... Tôi là Dương Văn Hải. Dương Văn Hải? Xin lỗi, tôi thực sự không biết ông là ai, cũng chưa từng nghe thấy tên của ông. Tôi là bố của Hoài Lan. Tôi nhíu mày có chút bất ngờ. Không biết vì sao ông ta lại gọi điện cho tôi. Tôi nghi ngờ hỏi. À, không biết ngài có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Thực ra thì cũng không có việc gì. Tôi muốn mời cô Diệp cùng ăn một bữa cơm. Bây giờ cô có thể dành thời gian cho tôi chứ? Ngài tìm tôi có việc gì? Đúng là có chút chuyện, muốn tìm cô để nói chuyện. Không biết là cô có thể cho tôi vinh dự này hay không? Cái mũ lớn như thế chụp xuống đầu tôi. Tôi còn từ chối nữa hiển nhiên là không tiện. Huống chi ông ta cũng là người trong chính phủ. Người nhìn trúng Duy làm con rể, nếu bây giờ tôi cư xử không phải phép, chẳng phải càng khiến cho Duy thêm phần gánh nặng hay sao? Nghĩ như thế dù trong lòng không thích, tôi vẫn cười nhạt, đồng ý. Ngài cứ nói đùa, phải là vinh hạnh của tôi được ngài cho cơ hội trò chuyện chứ. Bây giờ cô ở đâu? Tôi đến đó, có được không? Dạ không cần, ngài cứ nói địa chỉ đi, tôi tự bắt xe đến, không phiền ngài đâu. Cúp ấy, tôi thừa người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc lâu, sau đó mới thu lại ánh mắt. Khi tôi đến thì bố của Hoài Lan cũng đã đến, ông ta đặt một phòng riêng, trong bàn bày biện những lẵng hoa rất đẹp. Nhìn thấy tôi, ông ta mỉm cười cầm lấy chén rượu, rót cho tôi một chén, cười nói. Nếm thử đi, mùi vị này rất được đấy. Cảm ơn ngài, nhưng tôi gần đây đau dạ dày, tôi không thể uống. Vậy sao? Đã khám chưa? Bác sĩ bảo thế nào, có nặng lắm không? Tôi cười nhạt lắc đầu, cũng không nhiều lời, tôi chỉ hỏi. Không biết ngài tìm tôi là muốn nói chuyện gì thế? Ừ, có một chút. Ông ta nhìn tôi, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Diệp, ta biết là con yêu cậu Duy. Cũng biết là con ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng Hoài Lan, con gái ta mới là vị hôn thê của cậu ấy, là người xứng đáng với cậu ấy. Vì thế ta xin con đừng xen vào hôn nhân của hai người này có được không? Ông bảo tôi xen vào hôn nhân của con gái ông và Duy sao? Ông ta nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Ông ta bảo. Ta không biết trước đây giữa con với Duy từng có quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại hai bên gia đình đều cố gắng tác hợp cho hai đứa nó. Nhưng vì con, cậu Duy đã khiến con bé bị tạm giam một tuần, sức khỏe và tinh thần bây giờ đều không ổn. Tôi nghĩ ngài bộ trưởng hình như đang hiểu lầm gì đó. Tôi chưa từng chen chân vào phá hoại tình cảm của con gái ông với anh Duy. Bởi vì giữa họ vốn chỉ chưa từng có bắt đầu nào cả, cho nên trước khi chỉ trích người khác, tôi xin ông hãy hiểu rõ ngọn nguồn cái đã. Còn nữa, vì con gái của ông bị tạm giam một tuần, tôi thấy vẫn còn quá nhẹ. Không lẽ vì cô ta có người bố là cây đại thụ như ông thì không phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình sao? Vì con nên cậu Duy mới như thế. Diệp, ta không có ý chỉ trích con. Ta chỉ đến để nói chuyện với con, thương lượng với con thôi. Quá khứ ai đúng ai sai cũng không quan trọng bằng hiện tại. Con đừng coi ta là ông lớn, ông kia. Cứ coi ta như bậc cha bậc chú, đang vì hạnh phúc của con gái mà cố gắng. Bỏ qua. Ông có biết con gái của ông đã làm gì hay không mà ông nói một câu bỏ qua dễ dàng như thế? Hay vốn dĩ ông cũng giống như cô ta, vô lý một cách hoang đường, lấy quyền đàn áp người khác. Ta... Con gái của ông động tay động chân với con trai tôi, khiến thằng bé phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với ông là bình thường sao? Chuyện này chắc là có hiểu nhầm thôi. Hoài Lan đúng là được chiều từ bé, tuy nhiên nó cũng không đến mức làm chuyện ngớ ngẩn. Ta có thể đảm bảo chính miệng cô ta thừa nhận, còn hiểu nhầm chỗ nào? Cô ta hại con người khác được, còn người ta bắt cô ta phải chịu trách nhiệm với những hành động sai trái đó. Cô ta tinh thần không ổn, 5 lần 7 lượt dọa tự tử. Ngài bộ trưởng, ngài là người từng trải, lẽ nào ngài chỉ biết chỉ trích người khác một cách mù quáng như vậy thôi sao? Ta không có ý chỉ trích con,
âm thanh nghiêm nghị hơn trước. Ánh mắt tôi cũng có phần chán ghét. Tôi cười lạnh gật đầu bảo, đúng, ông không chỉ trích tôi, ông đang cầu xin tôi, nhưng mà tôi cũng cầu xin ông, sau này đừng cho là đúng, muốn nói người khác, chỉ trích người khác thế nào. Việc hôn nhân của con gái ông thừa biết là không có tôi, thì anh Duy cũng không chấp nhận, cho nên đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Nói xong tôi trực tiếp kéo ghế đứng dậy, sắc mặt ông ta càng trở nên thâm trầm hơn. Ánh mắt nhìn tôi một cách lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu cảm gì khác. Ông ta bảo, mẹ con dạy con như thế sao? Hai con người rẻ mạt đó giáo dục con nói chuyện với người lớn như thế sao? Chẳng lẽ con không có chút gia giáo nào hả? Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tuy tôi chẳng có nhiều thời gian với họ, nhưng với tôi, họ luôn là người quan trọng nhất. Vì vậy khi đối diện với những lời mỉa mai đó, tôi không thể không tức giận. Tôi xoay đầu nhìn bố Hoài Lan cười lạnh. Ông có tư cách gì mà chất vấn gia giáo của tôi? Chỉ dựa vào ta là... Ông là cái gì? Tôi nhìn ông ta. Tôi cầm lấy túi xách nắm thật chặt, đặt mạnh tới nỗi chính mình cũng không cảm giác được. Còn ông ta nhìn tôi một lúc lâu sau đó nói, ta với mẹ con trước đây yêu nhau, con chính là con gái của ta, con là con gái ruột của ta. Ông nói sao? Ông nói sao cơ? Con gái ruột? Ngài bộ trưởng, câu chuyện này thật là chẳng vui chút nào cả. Ta nói thật đây Diệp, ta vẫn không biết sự tồn tại của con. Cho tới cái ngày sinh nhật của Hoài Lan, ta nhìn thấy con giống mẹ con y đúc, ta mới phát hiện ra mẹ con đã sinh ra con. Ta biết con oán hận ta, như con gái, dù sao chúng ta cũng là quan hệ huyết thống máu mủ. Con tác thành cho chị gái của con có được không? Ta sẽ tìm cho con một mối lương duyên khác, một người khác hoàn toàn xứng đáng với con. Ông im đi. Tôi không biết ông với mẹ tôi có quan hệ gì cả, nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, trên đời này tôi chỉ có một người bố duy nhất, và người bố ấy của tôi đã mất từ năm tôi 5 tuổi. Tên đó không phải bố con, là một thằng công nhân quen làm cùng với mẹ con. Diệp, nếu con không tin, bây giờ chúng ta đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Như vậy con sẽ biết ta có phải là bố ruột của con hay không. Ta đưa con đi xem những kỷ niệm mà mẹ con với ta có với nhau, để chứng minh ta không hề nói dối con. Cho dù ông với tôi có quan hệ máu mủ thì thế nào, ông đã làm gì cho tôi chưa? Lúc bố tôi ôm tôi sốt 39 độ đi suốt đêm tới bệnh viện, lúc đó ông đang ở đâu? Lúc ông ấy ở bên dạy tôi hát từng câu hát thiếu nhi, lúc đó ông đang ở đâu? Lúc tôi bị ngã, ông ấy ôm tôi, an ủi tôi, lúc đó ông đang ở đâu? Lúc tôi chỉ có một mình, cuộc sống bị đày đọa xuống địa ngục, ông đang ở đâu? Hả? Ta khi đó thực sự không biết mẹ con lén lúc sinh con. Nếu như ta sớm biết những chuyện này, ta nhất định sẽ... Ông làm gì? Ông nói đi, ông biết tôi là con gái của ông, nhưng ông lại gọi tôi đến đây để sỉ nhục tôi không có người dạy dỗ. Ông lại bắt tôi phải nhường người yêu của tôi cho con gái của ông. Ông mặc kệ con trai tôi suýt nữa bị hại chết vẫn không một lời hỏi han, từ đầu tới cuối chỉ muốn cướp người đàn ông của tôi cho con gái của ông. Bố... Đối với sự chất vấn của tôi, ông ta bị hỏi tới mức không nói được một câu. Còn tôi thì vẫn nhìn ông ta với ánh mắt đầy oán trách. Tôi nghiến rằng, ông đừng có xưng bố với tôi, ông không có tư cách đó. Tâm trạng vui vẻ cả buổi tối bị dập tắt. Tôi không gọi xe về nữa, cứ lưỡng tượng bước đi một mình dưới cơn mưa tầm tã. Bước đi mãi không có mục đích. Gió lạnh lùa vào người rét buốt, nhưng tôi lại cảm thấy nó chẳng khó chịu được bằng trái tim đang rỉ máu của tôi. Bố con sao? Chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới tôi sẽ có một người cha quyền cao chức trọng như thế. Thực sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Từ khi còn là đứa con nít cho đến nay, tâm trí của tôi chỉ biết có một người bố là người đã yêu thương tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi thích cái gì cũng cố gắng mua cho tôi, chỉ là vụ tai nạn ấy đã cướp đi tất cả của tôi, biến tôi từ một đứa nhỏ hạnh phúc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vài giây sau, một chiếc ô sang trọng đột nhiên đổ xịch ngay bên cạnh, sau đó là bóng dáng của Quốc. Cậu ta thở dài nhìn tôi, dắt tôi vào trong xe, đưa tôi trở về căn hộ của mình, lấy quần áo mới cho tôi tắm giặt,
nấu cho tôi một ly nước gừng ấm. Xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu ấy mới ngồi xuống đối diện với tôi, thì thầm cất tiếng. Cậu phải bảo là tối nay ăn mừng kỷ niệm sao? Sao bây giờ thành ra thế này? Anh ta để cho em leo cây sao? Có một chút chuyện cá nhân, không liên quan gì tới anh ấy cả. Chuyện cá nhân? Chuyện cá nhân gì mà khiến cho bản thân khóc đến sưng cả mắt? Không có gì đâu, chỉ là gặp được một vài người không liên quan, cũng không ảnh hưởng cho lắm. Tôi không muốn kể quá nhiều chuyện không vui với Quốc, cũng không muốn cậu ấy biết quá nhiều về những rắc rối mà tôi đã trải qua. Không phải vì tôi chán ghét hay xa lánh, mà bởi vì tôi không muốn cậu ấy phải phí công phí sức. Chỉ là suy nghĩ ấy chỉ xuất phát từ phía tôi, còn cậu ấy dường như cậu ấy không hề như vậy. Diệp, sao thế? Tôi ngẩn người chưa kịp định thần đã bị ôm chặt lấy bởi vòng tay của Quốc. Đưa đôi tay lên định gỡ xuống, tôi đang định lên tiếng thì bị Quốc ngăn cản. Một lúc thôi Diệp, để như thế này một lúc thôi có được không? Cậu sao thế? Sao tự dưng lại xúc động như vậy? Nếu là lo cho tôi thì không cần phải như thế đâu, tôi thực sự sống rất tốt. Có thật là tốt hay không? Diệp, em có chắc là cuộc sống của em thực sự tốt? Hay là từ khi dính dáng tới anh ta, cuộc sống của em chưa bao giờ có một ngày yên ấm? Anh ta là một con ác quỷ đội lốt người, anh ta chưa bao giờ biết yêu thương ai, em hiểu không? Cậu không hiểu về Duy, nên cậu đừng có nói những lời khó nghe như thế. Đâu phải chỉ một mình tôi, toàn bộ NG đều biết anh ta là người như thế nào. Em hiểu không? Anh ta cách chức bố của mình, anh ta đuổi em họ ra nước ngoài. Anh ta cài bẫy khiến cho những doanh nghiệp khác phải chấp nhận bán với giá thấp nhất. Thậm chí anh ta còn đẩy vị hôn thuê vào ngục tù nữa. Không có lửa làm sao có khói. Những con người đó đều là những người gây họa trước. Bây giờ họ phải nhận kết cục là điều xứng đáng. Em ngốc quá. Em vẫn không thay đổi một chút nào cả. Em vẫn giống như trước kia, dễ dàng tin người tới mù quáng. Quốc thở dài, ngón tay thon dài đưa lên chạm lấy má tôi. Diệp, đừng lún sâu vào hố buồn nữa. Tôi đưa mẹ con em ra nước ngoài, chúng ta mua một trang trại nhỏ để nuôi trồng, cùng nhau thực hiện những ước mơ ngày nhỏ có được không? Hồi còn nhỏ tôi với Quốc đã từng hứa với nhau. Thậm chí tôi còn gấp 1.000 ngôi sao giấy, sau đó viết ước nguyện của mình vào đó. Lúc ấy, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật, suy nghĩ cũng là thật. Tuy nhiên, 10 năm qua đi, 10 năm đó có rất nhiều thứ khiến cho chúng tôi phải thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách sống. Cho nên, bây giờ nhắc lại cũng chẳng còn thích hợp. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn Quốc rồi đáp. Quốc, những chuyện trước kia đừng để trong lòng làm gì. Chúng ta bây giờ không thể quay lại được như trước nữa. Diệp, tôi không thể đi theo cậu. Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi không quan tâm người khác coi anh ấy là gì, nhưng với tôi, anh ấy là tất cả. Anh ta là người em yêu, vậy còn tôi là cái gì? Cậu mãi mãi là em trai mà tôi yêu quý. Là người cả đời này tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cậu thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Diệp, em nói dối, có đúng không? Làm sao em có thể yêu người khác? Chúng ta đã từng hứa với nhau. Em nói đi, em nợ anh ta bao nhiêu tôi sẽ trả cho em, tôi trả hết được không? Em đừng nói dối nữa. Chưa nói hết câu tôi đã chen ngang. Giọng nói kiên định, nhìn Quốc đầy quả quyết. Không, những lời này tôi đều nói thật lòng, tôi không hề nói dối. Những lời này tôi nói ra không hề giả dối. Tôi thực sự có yêu Duy. Tôi muốn được ở bên cạnh anh, muốn trân trọng lấy những tháng ngày sau này, cùng anh vẽ nên bức tranh hạnh phúc. Em điên rồi Diệp ơi, em có biết anh ta là ai hay không? Tại sao em lại yêu anh ta? Tại sao chứ? Anh ấy là bố của con tôi. Sao cơ? Anh ấy là bố của con trai tôi. Nếu không có anh ấy, con trai tôi cũng sẽ không thể qua khỏi. Nếu không có anh ấy, tôi cũng không có được công việc như bây giờ. Nếu không có anh ấy, cũng sẽ không có một Trần An Diệp mạnh mẽ và biết phấn đấu như bây giờ. Cậu hỏi tôi nợ anh ấy bao nhiêu? Thực ra tôi nợ anh ấy rất nhiều. Nhiều tới mức tôi chẳng thể nào trả hết. Cho nên em mới dùng thân báo đáp. Không, tôi yêu anh ấy. Tôi đưa tay gạt nước mắt đang lăn dài trên má, sau đó đứng dậy tách người đi ra khỏi cái ôm của Quốc. Tôi dõng dạc nói tiếp. Tôi yêu anh ấy,
tôi vẫn sẽ luôn là chị gái của cậu. Tôi không muốn lựa chọn ai cả, vì thế đừng bắt tôi phải lựa chọn có được không? Diệp, tôi hiện tại đang rất hạnh phúc, cậu cũng phải hạnh phúc như tôi có được không? Chuyện này nói sau đi. Em ngủ đi, ngày mai hãy về. Không, tôi không thể ở đây, tôi phải về nhà. Tôi lắc đầu từ chối Quốc, thế nhưng dù có từ chối, đôi mắt tôi vẫn mỗi ngày càng thêm nặng trĩu. Cuối cùng tôi chìm vào bóng tối lúc nào chẳng biết. Tôi chỉ biết ngày hôm sau khi tôi tỉnh, đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Quốc đang ở ngoài phòng bếp, nấu món bún ốc mà tôi thích ăn nhất lúc chúng tôi còn nhỏ. Mùi vị vẫn như thế, nước dùng vẫn thơm ngon, bất giác khiến cho những kỷ niệm tưởng chừng đã quên lũ lượt ùa về như thác. Có đau lòng, có chua xót, có cả hạnh phúc. Gắp cho tôi một miếng măng chua, Quốc nói tiếp. Em có còn nhớ chúng ta đã chôn điều ước dưới gốc cây bàn ở cổng làng không? Có, lúc ấy chúng ta đã hứa đợi khi nào bước sang tuổi 30 sẽ đào chúng lên. Đợi đến lúc 30 tuổi thì còn một năm nữa. Tự dưng tôi thấy thời gian dài quá. Hay là bây giờ chúng ta về đó đào lên nhé. Cây bàn ấy vẫn còn sao? Thị trấn đã phát triển thành khu du lịch, nhưng cây bàn đó đã tồn tại rất nhiều năm, chính quyền không cho chặt đi. Vậy sao? Lâu lắm rồi tôi không trở về đó. Tôi mỉm cười sau khi ăn xong, cũng quyết định cùng với Quốc về quê. Quốc dẫn tôi đi vào một quán, gọi lấy hai cốc nước mía. Khoảnh khắc nhìn thấy chủ quán, tôi không nhịn được, bật khóc tức tưởi. Còn người đó cũng đỏ hoe mắt nhìn tôi. Lương Cồng chậm rãi bước tới, ôm lấy tôi, vỗ nhẹ an ủi. Cái Diệp đúng không? Đã lớn bằng tường này rồi, mấy năm qua sống thế nào? Cuộc sống có tốt không con? Chị Lý, con sống tốt. Sống tốt là được rồi. Tốt quá, mừng quá. Con cảm ơn dì. Tôi nhìn dì ấy khóe miệng mỉm cười. Dì Lý bảo Quốc đi vào lấy nước, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay già nua cầm lấy tay tôi, dì nghẹn ngào bảo. Thằng Quốc là một đứa trẻ tốt. Hai đứa không có quan hệ máu mủ, ở bên nhau được cũng rất tốt. Dì biết thân thế của cháu sao? Ngày đó mẹ con lấy bố con. Cô ấy đã có thai được 7 tháng. Mặc dù bố con nhận cái thai là con của ông ấy, nhưng mà người trong trấn ai cũng đoán ra. Chẳng qua họ không nói vì họ thấy mẹ con đẹp người đẹp nết, sống hòa thuận và luôn giúp đỡ mọi người. Chỉ tiếc, tai nạn năm ấy kéo đến quá bất ngờ. Vậy dì có biết bố ruột của con là ai không? Dì có thấy ông ấy từng về đây tìm mẹ con hay không? Không thấy, đều biết, chắc cũng chỉ có bố con biết thôi. Vâng. Vậy con có ý định đi tìm ông ta không? Dạ không, trên đời này con chỉ có một người bố, không có người thứ hai đâu. Bố mẹ con mà còn sống, nhìn thấy con hạnh phúc như thế, họ chắc chắn sẽ vui lắm. Ngồi với dì Lý khoảng một tiếng, tôi với Quốc cũng chào tạm biệt để đi ra gốc cây, đào lên chiếc lọ mà chúng tôi từng chôn năm 15 tuổi. Trong chiếc lọ ấy, mấy mảnh giấy nhỏ vẫn còn, điều ước ngây ngô của tuổi trẻ, khiến cho tôi đọc xong không khỏi bật cười, cũng không khỏi đau đớn. Chúc cho Trần An Diệp tuổi 30 có công việc ổn định và thật vui vẻ bên cậu ấy. Chúc cho Hoàng Anh Quốc tuổi 30 có thể bảo vệ được Trần An Diệp mãi mãi hạnh phúc. Ngồi bên sườn đồi lộng gió, tôi đưa ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định trước mặt để cho suy nghĩ điên cuồng chạy dại. Quốc ngồi bên cạnh tôi, không thấy tôi nói gì thì bật cười một cách cay đắng. Nếu ngày đó tôi không đi du học, có phải điều ước đầy sẽ thực hiện được đúng chứ? Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra rất nhiều điều, nên chẳng có ai dám chắc được nó sẽ đi theo nguyện ước của mình cả. Như tôi đã nói, chúng ta đừng sống mãi trong quá khứ mà hãy nhìn về tương lai có được không? Nhưng tôi không làm được. Diệp, tôi thực sự không làm được. Tôi không cam tâm. Nhìn em rời xa tôi. Rồi cậu sẽ gặp được người con gái yêu cậu thật lòng, sẵn sàng mang đến cho cậu một hạnh phúc đúng nghĩa. Còn tôi vẫn mãi mãi là chị gái của cậu, là người thân của cậu.
để lại cho Quốc lời nói như thế. Ngay sau đó tôi cùng lấy bật lửa, đốt đi những điều ước đó, để cho gió tụi bay đi. Xong rồi chúng tôi cùng nhau đi xuống chào tạm biệt dì Lý, sau đó lại chuyển về Hà Nội. Chuyến đi này kéo dài khá lâu. Lúc tôi về tới nhà, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Tôi không muốn đánh thức ai, cũng không lên phòng Duy, mà trở về căn phòng nhỏ trước đó đã từng ở. Không ngờ lúc tắm xong trở ra lại nhìn thấy anh ngồi ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi đang phát sáng. Với tay cầm lấy, tôi phát hiện ở đó chảy mấy tin nhắn của Quốc. Tất cả đều là những lời nói hồi tối, mong tôi hãy suy nghĩ lại, mong tôi đừng yêu Duy, rồi là cậu ấy sẽ đưa mẹ con tôi rời khỏi. Rồi là nếu tôi muốn có thể chuyển đến căn nhà cậu ấy ở bất cứ lúc nào. Tôi đọc qua một lượt nhưng cũng không trả lời, chỉ hỏi anh. Em làm cho anh tỉnh giấc sao? Không phải. Duy lắc đầu hỏi ngược tôi. Sao không lên phòng? Em sợ làm cho anh và mọi người thức giấc nên tính ngủ ở đây một hôm. Về quê thế nào? Mọi thứ xử lý xong xuôi cả chứ? À, xong rồi. Thực ra tôi không muốn Duy biết mình đi gặp Quốc. Thêm nữa tôi cũng không biết phải nói sao với anh, nên bản thân chỉ giấu nhẹm đi chuyện đó, vì tôi nghĩ nó cũng sẽ không có lần sau. Chỉ là đến chiều ngày thứ năm, sau khi đi bàn công việc về, bản thân lại nhận được tin từ thầy giáo nói Quốc nhập viện cấp cứu vì bị thương rất nặng. Nghe xong tôi gần như đứng ngồi không yên. Tôi vội vàng chạy đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Kết quả đập vào mắt tôi là hình ảnh Quốc mặt mày thâm tím, đầu quấn đầy băng gạc, tay phải bó bột. Nhìn cậu ấy như thế, hốc mắt tôi đỏ hoe, ngữ điệu gần như nghẹn lại. Sao thế? Không phải tối qua vẫn bình thường sao? Sao tự dưng bây giờ lại thành ra như thế? Ai đánh cậu vậy? Nếu như tôi nói người đàn ông của em đánh tôi, em có tin không? Duy sao? Sao Duy có thể được chứ? Anh ấy sẽ không... Biết ngay, em sẽ không tin tôi. Quốc khẽ cười, nghiêng đầu sang nhìn giỏ hoa quả mà tôi mua tới. Tôi không sao đâu, em cũng về nhà đi. Nếu anh ta thấy em lâu không vậy, anh ta sẽ lại đổi điên lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cậu với Duy rốt cuộc là có chuyện gì mà ra nông nổi như thế? Cậu làm gì anh ấy sao? Em nghĩ tôi làm được gì anh ta? Vậy anh ta biết tôi muốn đưa em đi, nên mới cho người đến hành hung tôi, đánh đập tôi. Anh ta cảnh cáo tôi không được lại gần em, nếu không nhất định không để cho tôi sống. Duy không phải là người như thế, có lẽ hai người hiểu nhầm gì đó thôi, cho nên không hiểu nhau mà thôi. Quên mất, với em bây giờ anh ta là tất cả, tôi có nói gì em cũng đâu có tin, đúng chứ? Không phải như thế, tôi thực sự hiểu Duy, anh ấy sẽ không... Em đi về đi, dù sao bây giờ với em, tôi cũng chỉ là một người dư thừa. Làm gì có trọng lượng nữa chứ? Đừng nói như vậy, cậu là em trai tôi, là người thân của tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu chứ? Vì cậu với Duy xảy ra xích mích là điều hiểu nhầm, cậu để tôi về nhà nói chuyện với anh ấy, gỡ được một khúc mắc thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn. Ngồi nói chuyện với Quốc một lúc, tôi cũng đứng dậy rời đi. Lúc về tới nhà cũng muộn, tôi đi thẳng lên phòng muốn nói chuyện với anh, ai ngờ đúng lúc lại nghe được cuộc nói chuyện của anh với thư ký Vĩnh. Xử lý thế nào rồi? Người đã được đưa đến bệnh viện, tỷ lệ tàn phế cánh tay là 70%. Chắc chắn? Đúng, chắc chắn. Trước mắt đừng ra tay quá vội, cứ để xem động tĩnh thế nào đã. Nếu cậu ta còn không biết điều thì phế nốt cái chân đi. Vâng. Phế cánh tay, phế đôi chân. Chiếc túi xách rơi xuống. Duy cầm laptop, ngoái đầu nhìn tôi đứng ở phía cửa. Anh từng bước tiến tới phía tôi hỏi. Sao lại về giờ này? Tan làm sớm sao? Vì sao lại làm như thế? Cái gì? Vì sao anh lại làm như thế với Quốc? Vì sao anh lại cho người đánh đập cậu ấy? Cho người phế chân tay của cậu ấy? Tại sao? Tôi gần như không thể giữ nổi bình tĩnh. Tôi nghiến răng nghiến lời chất vấn Duy. Mà anh đối với sự mất kiểm soát của tôi, đôi mắt phượng hơi nheo lại. Nó tố cáo tôi với em. Những lời anh vừa nói với thư ký Vĩnh, em đều nghe thấy hết, em không có điếc. Nếu như đã nghe thấy rồi thì em cũng hiểu được lý do. Cần gì tôi phải nhắc lại chứ? Lý do của anh vô lý.
Lý do của anh chỉ là vì cậu ấy muốn mang em đi, muốn đưa em ra nước ngoài, cho nên anh đã cho người đánh đập cậu ấy tàn bạo. Anh tự phong mình là vua nên muốn làm cái gì thì làm. Anh không thấy mình rất quá đáng hay sao? Tôi chưa bao giờ làm gì vô lý cả. Không, anh cực kỳ vô lý. Trước giờ anh vẫn luôn vô lý như thế. Anh không bao giờ nghe người khác góp ý. Cái gì anh cũng chỉ làm theo ý mình mà thôi. Dịp, vì một người không liên quan mà em xích mích với tôi, như thế có đáng hay không? Cậu ấy không phải người lạ. Cậu ấy là người quan trọng nhất đối với em. Cậu ấy cũng giống như Minh Đức, là cả thế giới của em, anh hiểu không? Cả thế giới của em? Nó là cả thế giới của em, cho nên em mới lén lút đi gặp nó. Thậm chí còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng với nó, đúng chứ? Em không có suy nghĩ đó. Sống với tôi em không hạnh phúc sao? Tôi cho em tất cả những thứ em có. Tôi cẩn thận từng chút với em, nhưng em thì sao? Từ ngày nó xuất hiện, suốt ngày em nói dối tôi để đi gặp nó, thậm chí em còn ngủ với nó. Em coi tôi là thằng ngu sao hả? Em chơi đùa với tôi như con rối như vậy mà được sao? Anh... Tôi nhìn Duy giọng lạc hẳn đi, môi mấp máy muốn nói, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở nên tức giận. Túm lấy tay, ném tôi lên giường. Anh đè thân thể to lớn của anh lên tôi. Anh xé rách quần áo của tôi, hành động thô bạo tới mức khiến tôi sợ hãi. Buông ra, anh đi rồi, anh buông em ra, cút ra. Đuổi tôi đi. Nhưng lại để cho thằng khốn đó chạm vào em. Lên giường với thằng khốn đó, Trần An Diệp, em lẳng lơ đĩ thỏa đến mức như vậy sao? Từ trước tới giờ, cho dù Duy không thích tôi thì cũng không bao giờ dùng những từ ngữ nặng nề để sỉ nhục tôi, miệt thị tôi. Nhưng bây giờ trong mắt của anh chẳng còn sự yêu thương nào mà toàn là hận thù. Thậm chí đâu đó tôi còn nhìn ra được sự coi rẻ ẩn sâu trong đó. Lẳng lơ, đĩ thỏa, ti tiện. Đây là lời nói phát ra từ miệng của anh sao? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Thân Gái Mồ Côi, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này sẽ khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.